Chương 1934, đạo tâm đúng là có thể đổi. Ninh Nga Sư Tỷ chỉ muốn cùng Diệp Tông Chủ gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông. Mịch Vân Thánh Nữ vẻ mặt không tin nhìn Ninh Nga Tiên Tử sau lưng Diệp Mặc. Diệp Mặc ở lại trong phòng Ninh Nga Tiên Tử một ngày. Dù Mộ Ly Tiên Đế cũng chỉ nghĩ Diệp Mặc và Ninh Nga Tiên Tử có tư tình. Chỉ cần Diệp Mặc thu nhận Ninh Nga giữa Phiêu Miểu Tiên Trì và Diệp Mặc xác định giữ mối liên kết. Nhưng chuyện này không phải là quá trình. Quan hệ thông gia giữa tiên giới so với tu chân giới và thế giới phàm tục phức tạp hơn. Trình tự phức tạp, tông môn và người cần mời cũng nhiều, hơn nữa người địa vị càng cao, làm lễ càng phức tạp. Nói cách khác, Ninh Nga Tiên Tử dù là gả vào Mạc Nguyệt Tiên Tông cũng nhất định trải qua thủ tục tiệc rượu mới là rời. Mời các danh nhân khắp nơi trong tiên giới ra tham gia trước. Tuyệt đối không có chuyện Ninh Nga cứ như vậy vô duyên vô cớ theo Diệp Mặc nói nghe khó, chính là bỏ trốn. Mộ Ly Tiên Đế tuy là khách khí với Diệp Mặc tới cực điểm, nhưng cũng là vì suy nghĩ lợi ích tông môn. Giờ Ninh Nga không mang về được chút lợi ích, quay người muốn đi lập tức bà có chút đứng ngồi không yên. Diệp Tông Chủ, Ninh Nga vẫn luôn là đệ tử nòng cốt của Phiêu Miểu Tiên Chỉ Ta, đương nhiên cô ấy có thể gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông cũng là may mắn. Phiêu Miểu Tiên Chỉ Ta khẳng định không phản đối, nhưng mà Phiêu Miểu Tiên Chỉ Ta cũng là tông môn hàng đầu. Ý ta là chúng ta phải nên làm cái nghi thức đơn giản hay không? Mời vài bạn bè trong tiên giới uống vài ly tiên tử. Mộ Ly Tiên Đế nói xong nhìn Diệp Mặc muốn biết Diệp Mặc ý gì. Dù Diệp Mặc thế mạnh tới đâu cũng không thể vô duyên vô cớ cướp đoạt đệ tử người khác. Diệp Mặc hiểu rõ, Mộ Ly Tiên Đế lập tức đứng lên chắp tay. Mộ Ly tiền bối ngay hiểu lầm ý ta, Ninh Nga không phải muốn gả cho ta, mà là không còn chỗ đi mới là rời Phiêu Miểu Tiên Trì. Ta vừa vặn quen biết cô ấy mới mời cô ấy tới Mạc Nguyệt Tiên Tông. Linh Nga Tiên Tử tranh thủ thời gian quỷ dưới đất. Mộ Ly lão tổ thiên môn chủ, Ninh Nga biết mình phạm nhiều sai lầm không còn mặt mũi ở Phiêu Miểu Tiên Trì. Cho dù Diệp Tông Chủ không nhận con cũng rời Phiêu Miểu Tiên Trì, một mình còn tìm cơ duyên mới. Nếu lão tổ và môn chủ đối với Ninh Nga có bất cứ trừng phạt, Ninh Nga không có nửa câu oán hận. Mộ Ly Tiên Đế và vài tiên tôn thậm chí môn chủ trầm mặc, tình cảnh Ninh Nga các cô đều hiểu. Ninh Nga phạm vào sai lầm lớn, nếu có thể bàn thưởng Y Vương Đan thì uy tín tông môn là tiêu tan toàn bộ. Dù tư chất cô có tốt cũng không thể có ngoại lệ. Có thể nói Ninh Nga ở trong tông môn căn bản không có khả năng thăng tiến, cho dù ở tông môn cũng chẳng khác là khoác một cái tên. Đã vậy, vậy phế bỏ tu vị đuổi khỏi Phiêu Miểu Tiên Chỉ. Mộ Ly Tiên Đế thở dài, tu vị Ninh Nga nhất định phải hủy. Nếu phạm phải sai lầm cứ như vậy rời tông môn, bất luận cái nào cũng có thể đi. Diệp Mặc lòng cười lạnh, đương nhiên biết rõ lời Mộ Ly Tiên Đế nói cho hắn nghe. Hắn không cự tuyệt, trực tiếp đứng ra. Ta cũng là tông chủ một tông phái, ngồi xem môn hạ của mình bị phế tu vị, chuyện đó tuyệt không thể. Mộ Ly tiền bối, sai lầm Ninh Nga ta nhận thay cô ấy. Có yêu cầu gì Phiêu Miểu Tiên Chỉ cứ nói, ta có thể thỏa mãn một vài điều. Nghe nói Diệp Tông Chủ là tông sư tiên đan bát phẩm, có thể chế luyện tồn ý đan. Mộ Ly Tiên Đế chờ lời của Diệp Mặc từ lâu. Giờ Diệp Mặc nói ra, bà lập tức khách khí. Sai, Diệp Mặc dứt khoát nói. Ngay cả những người bao gồm Ninh Nga Tiên Tử và Úc Kim Hương chăm chăm nhìn Diệp Mặc không hiểu ý. Ta không phải là tiên sư tiên đan bát phẩm, ta là tông sư tiên đan cửu phẩm. Diệp Mặc không đợi Mộ Ly Tiên Đế nói, thẳng thắn nói lúc này là cách cần khí thế tông môn. Diệp Tông Chủ, anh nói anh là tông sư tiên đan cửu phẩm, anh có thể luyện chế đế kình đan không? Thiên môn chủ kích động. Cô cũng chưa nói hết toàn bộ, ta ngoại trừ luyện chế đế kình đan ra, có thể luyện chế thái hoàn đan. Nơi Diệp Mặc nói giống như là thạch phá thiên kinh, rơi vào tiên sảnh trực tiếp. Tiếp khách của Phi Mô Miểu Tiên Trì. Mộ Ly Tiên Đế thật lầu người, đứng ngây ra, lúc này đột nhiên đứng lên khom người nói với Diệp Mặc. Mộ Ly thỉnh cầu Diệp Tông Chủ luyện chế một lò thái hoàn đan và một lò tôn ý đan cho Phiêu Miểu Tiên Trì ta. Đương nhiên vật liệu tông môn chúng ta có thể cung cấp. Có thể. Diệp Mặc nghe Mộ Ly Tiên Đế nói, biết chuyện Ninh Nga gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông không có ai nói năng. Trần Băng Du đứng bên ngoài bằng cực phủ sơn tầng thứ 3 hỗn độn tinh vực thật lâu không có nói. Có khổ tu tại hỗn độn tinh vực bởi Diệp Mặc cho tài nguyên và tiên đan, cộng thêm cơ duyên cô lấy được tại hỗn độn tinh vực ngắn ngủi trăm năm thăng cấp tiên vương. Hơn nữa, lúc này luyện thể của cô thăng đến tiên linh thể sơ kỳ. Sở dĩ đứng trước chỗ này lúc trước cô là lời đầy dẫn Diệp Mặc tới, mà ngay cả đối thoại lúc trước cô và Diệp Mặc cô là nhớ rành mạch. Ta niết bàn tại đây, nếu như ngươi nhìn đủ rồi xin cứ tùy ý. Lúc tự mình nói câu này, Diệp Mặc là nhìn chằm chằm cô sau khi cởi quần áo bị bằng cực phủ sơn hóa thành bằng đá. Thế sự thay đổi, ngay cả tu đạo cũng khó thể nói rõ. Cô đầu nghĩ tới cái thứ đạo tầm túi ra lúc trước, hoàn toàn mất đi.
Lúc này cô nhớ tới ánh mắt khi đó của Diệp Mặc, vậy mà cảm thấy thân thể mất tự nhiên. Lúc trước cô không chỉ một lần bảo Diệp Mặc, nói rằng hắn nhận được truyền thừa cực tốt, đừng lãng phí. Tình cảm nhục dục chẳng qua là mây khói thoảng qua. Vấn định đại đạo mới là người tu tiên cần đuổi. Mà Diệp Mặc hôm nay vẫn là Diệp Mặc lúc trước. Cô là không còn là cô. Cô không đổi được Diệp Mặc mà Diệp Mặc đổi lại cô. Cô chưa bao giờ nghĩ có một ngày đầu cô hoàn toàn là bóng dáng một người đàn ông. Nhưng bóng dáng này khiến cho cô cảm thấy ấm áp vui mừng. Những hồi ức đó lần lượt khắc cốt ghi tâm. Ngay cả đạo tâm cũng có thay đổi. Trần Bằng Du tự lẩm bẩm một câu, trước mắt hiện ra bóng dáng Diệp Mặc. Đó là cô niết bàn thất bại bị tiền linh càn ăn mòn. Diệp Mặc ôm lấy cô rời bằng cực phủ sơn giúp cô mặc quần áo, cõng cô đi khắp nơi tìm kiếm tiên linh thảo cứu cô. Từ hỗn độn tinh vực tới tiên thành Tân Niệt, từ tiên thành Tân Niệt tới tiền thuyền thiên vực, đến hư không, rồi lại đến tiên thành thành mặt trung thiên vực. Cô vượt qua những năm tháng đó trên lưng Diệp Mặc. Bộ dáng Diệp Mặc một lần nữa hiện trước mặt. Trần Bằng Du đứng ngoài bằng cực phủ sơn mấy ngày, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới rời một bước. Cô đang hồi tưởng từng ly từng tí khi ở cùng Diệp Mặc, hồi tưởng ban đầu Diệp Mặc ôm cô như thế nào, cõng cô trốn ra sao. Khi cô nghĩ tới cái lúc Diệp Mặc cõng cô trên đài khiêu chiến tiên thuyền, rốt cuộc nhịn không được, nước mắt chảy hai hàng. Sư phụ, đạo tâm thực có thay đổi. Nếu như người gặp được người đàn ông như hắn vậy, Trần Bằng Du lại lẩm bẩm. Thay đổi đạo tâm có lẽ rất khó, mà thích một người thực rất đơn giản. Trần Bằng Du những năm này điên cuồng tu luyện, điên cuồng tìm kiếm tiền linh vật. Khi cô an tĩnh lại, trước mặt lập tức hiện bóng dáng Diệp Mặc. Bóng dáng giống như là khắc sâu trong linh hồn, làm cô không cách nào quên. Lúc trước cô mỉa mai Diệp Mặc, trong mắt chỉ là ham muốn xác thịt không có thành tựu lớn. Tới này ký ức cô mới là còn mới mẻ. Lúc này cô là đứng nơi đây hồi tưởng từng ly từng tí việc giữa cô và Diệp Mặc. Toàn bộ thể xác tinh thần linh hồn à, khắc đầy bộ dáng hắn. Trần Bằng Du sờ sờ quần áo xanh thẫm trên người một chút. Bộ quần áo này lúc trước Diệp Mặc giúp cô mua ở tiên thành Thanh Mặt, sau khi cô thăng cấp tiên vương cối mặc trên người. Diệp Mặc, anh đợi em vẫn muốn cùng anh lưu lạc. Một người thế này quá buồn tẻ, có lẽ có chút ham muốn xác thịt cũng không sao. Trần Bằng Du sau khi nói xong rốt cuộc hạ quyết tâm, cho dù Diệp Mặc có vợ thêm một mình cô cũng không nhiều. Quỳnh, thanh âm pháp bảo lộ tung phía xa vàng tới rất nhanh. Hai cái bóng người đánh nhau đi tới trước mặt Trần Bằng Du. Là cô, người đàn ông trốn phía trước thấy Trần Bằng Du nhận ra Trần Bằng Du so với trước cảng đẹp hơn mấy phần, dáng người hoàn mỹ. Tiên nhân đuổi theo sau khiếp sợ nhìn Trần Bằng Du. Tiên giới mỹ nữ như mây, khắp nơi đời đầu cũng có, y chưa từng thấy tiên nữ nào xinh đẹp như Trần Bằng Du, bất kể dung mạo hay người là đẹp tới cực hạn. Người là phong để tối nhĩ. Trần Bằng Du nhận ra người đàn ông lúc trước khi cô và Diệp Mặc ở cực tình trạch gặp qua người này. Lúc trước Diệp Mặc và cô tìm được hơn 100 cây lục dực tử linh, bọn họ muốn thu thập lục dực tử linh. Phong đề tối nhĩ đột nhiên xuất hiện rất nhiều, giết chào hồ ngạc. Lúc ấy cô không biết phong đề tối nhĩ tu bị gì, chỉ biết lúc ấy đối phương là tiên nhân luyện thể tiên huyết thể. Giờ nhiều năm như vậy chắc hẳn là đẳng cấp luyện thể phong đề tối nhĩ đã cao, nhưng tu bị y lại không ra gì. Giờ mới chỉ là đại trí tiền trung kỳ, người truy sát y là đại la tiền sơ kỳ. Y có thể tới giờ không có việc, đoán chừng lại ỷ vào tu vị luyện thể cao chống đỡ. Mục đích phong đề tối nhĩ trốn tới đây rõ ràng chính là muốn xông vào băng cực phong sơn. Với luyện thể kỳ của y, chỉ cần vào trong băng cực phù sơn chắc hẳn không sợ đại la tiên. Không ngờ gặp cổ đây thật là hạnh ngộ. Phong đề tối nhĩ lập tức nằm mừng rỡ, nói xong lập tức nhớ tới đại la tiên sơ kỳ truy đuổi sau lưng, tranh thủ thời gian quay đầu bổ sung. Cống trí thượng, đồ vật ta cho người, ngươi đi đi. Hôm nay ta gặp cố nhân người, chỉ là muốn cùng cố nhân trò chuyện một lát. Phong đế tối nhĩ không đợi cống trí thượng trả lời, xoa tay nhìn Trần Bằng Du nói, vị sư muội này, cái người cùng đi chung với cô thích ăn nói khoác lác, giọng điệu lớn nói không tưởng tượng nổi, có phải hay không đã chết? Chương 1935, tiểu nhân hèn hạ. Người nói chuyện khách khí một chút, Diệp Mặc không phải là người ngươi có tư cách nhắc tới. Trần Bằng Du nghe giọng điệu phong đề tối nhĩ với Diệp Mặc, sắc mặt xa sầm. Hà, cô gái này bổn tiên nhìn chúng, phong đề tối nhĩ ngươi cút đi. Nể tình ngươi dẫn ta quen được tiên tử, ngươi để lại đồ vật rồi biến, hôm nay ta không giết ngươi. Đại la tiên tên là Cống Trí Thượng cười ha ha. Trần Bằng Du vốn là bất mãn với lời phong đề tối nhĩ, chẳng qua năm đó Diệp Mặc cảm thấy phong đề tối nhĩ coi như là vừa mắt, mới không có phát cáu. Giờ Cống Trí Thượng lập tức khiến cho cô nổi giận. Lĩnh vực tiền vương nháy mắt bộc phát,
Cũng đó bàn tay Tiên Nguyên vỗ ra. Tiên Vương đại nhân! Cống Chí Thượng kinh hãi kêu lên. Một khắc sau bị Trần Băng Du đập bay nguyên một cái hàm răng đánh rớt. Đây là Trần Băng Du còn nương tay. Lúc cho gã nhìn không ra tu vị Trần Băng Du lòng còn e dè, thấy Phong Đệ Tối Nghĩa hình như không khách khí với Trần Băng Du, lập tức biết Trần Băng Du tu vị không cao hơn gã, mà là che giấu tu vị. Tới khi bị một cái tát của Trần Băng Du đánh bay mới hiểu được Trần Băng Du thực là Tiên Vương. Cút! Trần Băng Du lạnh lùng quát, cũng lười không để ý Cống Chí Thượng. Cống Chí Thượng sao còn dám nói chữ không, nhanh không người thi lễ với Trần Băng Du lùi khỏi nơi đây. Mạo phạm Tiên Vương đại nhân, có thể giữ mạng với gã làm đốt nhang tám đời mới được. Phong Đệ Tối Nghĩa sững sờ nhìn Trần Băng Du, cho tới khi Cống Chí Thượng đi y mới kinh hãi nói. Cô không ngờ là Tiên Vương tiền bối. Lúc trước y thấy Trần Băng Du, tu vị Trần Băng Du không quá huyền tiên hậu kỳ, thậm chí là huyền tiên hậu kỳ chưa tới. Lúc này đã bao năm cô đã tới Tiên Vương, đây là cái quỷ gì? Trần Băng Du tiền đình cằn bị bào mòn, được Diêm Mặc Dung tịnh lầm tầm liền tái tạo tiền đình cằn, y đương nhiên không biết. Với tư chất tối thượng, Trần Băng Du cộng thêm Diêm Mặc cho tài nguyên tu luyện, chính cô tìm trong hỗn độn tinh vực có cả công pháp Diêm Mặc giúp cô chỉnh sửa, cô luyện chậm mới là lạ. Diệp Mặc nói người cũng không có tệ, cho nên ta giúp người một lần. Lần sau dám vô lễ với ta, ta trực tiếp giết người. Cút đi. Trần Băng Du căn bản không có trả lời, Phong Đệ Tối Nhĩ trực tiếp kêu đối phương cút. Lúc này Phong Đệ Tối Nhĩ nghe rõ, người năm đó đi cùng Diệp Mặc chính là người tên Diệp Mặc. Lúc này nghe Trần Băng Du nói y là nhanh người khom. Nói: vâng, vãn bối lập tức đi. Hậu thuẫn y có lớn hơn, ở đây Trần Băng Du chỉ cần một ngón tay có thể bóp chết y. Huống chi Trần Băng Du còn là đối tượng lòng y ái mộ. Năm đó y không có được hỗn độn thanh địch cố ý tìm Trần Băng Du, trước đều chưa tìm ra mà thôi. Thấy hai người Phong Đệ Tối Nghĩ rời đi, lúc này Trần Băng Du mới nhanh rời khỏi nơi đây. Cô tu vị Tiên Vương chỉ ngắn ngủi mười mấy ngày là đi tới tầng thứ nhất hỗn độn tinh vực. Thì thần thức cô quét tới cực tinh trạch, nhịn không được đáp xuống cạnh trực tịch cực tinh trạch. Chính là tại lời cô bắt đầu hợp tác với Diệp Mặc. Sau đó hai người vẫn luôn đi cùng nhau. Tới mấy năm sau Diệp Mặc đi Nguyễn Nhạc Thiên tham gia vấn đạo các, cô mới rời khỏi. Cực tinh trạch lúc này xuất hiện một cái cây hỗn độn thành địch. Cô và Diệp Mặc hai người bởi vì một cái cây này tiến vào đây. Về sau hỗn độn thành địch bị Diệp Mặc lấy, Diệp Mặc phân ra một phần cho cô. Lúc trước cô vẫn cho là Diệp Mặc có phân cho cô hay không, với Diệp Mặc không ảnh hưởng. Giờ cô mới biết Diệp Mặc sau khi cho vật liệu luyện thể cô hiểu rõ, để đối với Diệp Mặc không chỉ là không ảnh hưởng mà khẳng định có ảnh hưởng. Với loại tu vị luyện thể đẳng cấp như Diệp Mặc, tương lai tới tiên thần thể đỉnh cao là chuyện chắc chắn. Nghĩ tới đây Trần Băng Du càng bức thiết muốn tìm Diệp Mặc. Cực tinh trạch ở đây linh khí thiếu thốn, hơn nữa đi vào là bị áp chế tu vị, người thường không có tới đây. Trần Băng Du lại kinh ngạc phát hiện còn có tiên nhân cấp thấp từ chỗ sâu cực tinh trạch đi ra, càng làm cô kinh ngạc. Tiên nhân này chính là kim tiên sơ kỳ. Tiên nhân tu vị kim tiên sơ kỳ tới hỗn độn tinh vực vô cùng ít, dù là Trần Băng Du cũng gặp qua một người như Diệp Mặc. Không tưởng tượng được sau khi trải qua nhiều năm, vậy thấy một cái kim tiên sơ kỳ thứ hai tới. Cô lập tức có chút thiện cảm với người này, tựa như thấy sự phấn đấu của Diệp Mặc từ năm đó. Tiền bối, người thanh niên kim tiên sơ kỳ, lúc tới rìa cực tinh trạch thấy Trần Băng Du chằm chằm nhìn, tranh thủ thời gian cúi đầu gọi một tiếng, đồng thời tìm thầm kịch liệt nhảy lên. Lại có người con gái hoàn mỹ như vậy, vẫn là lần đầu tiên trông thấy người xinh đẹp tới cực điểm thế này. Người tên gì? Trần Băng Du nhìn người kim tiên cực kỳ gầy gò, vậy mà chủ động hỏi một câu. Cô từ trên người kim tiên sơ kỳ gầy gò thấy bóng dáng diện mặt khiến cô sinh ra hoài niệm. Khi kim tiên này gầy gò nói: vãn bối là Đông Phương Vượng, tiền bối hỏi vậy không biết chuyện gì, cần vãn bối ra sức. Vãn bối sẵn lòng cống hiến sức lực. Trần Băng Du lờ lũ cây đẹp nói: ta không cần người giúp ta gì, chỉ là ta trông thấy người nhớ tới vài chuyện, cái nhẫn này tặng người, hy vọng người may mắn. Trần Băng Du nói xong ném một chiếc nhẫn, quay người nháy mắt biến mất. Đông Phương Vượng ngừa ngắt nắm chiếc nhẫn của Trần Băng Du ném cho tử tù Trần Giới bắt đầu đã biết người còn người 10 người 8-9 kẻ là kỷ. Y có thể tới ngày hôm nay ngoại trừ đó của mình cũng không đem thứ mình có được tặng cho người khác, đã không bao giờ nghĩ tới có người chủ động tặng y nhẫn. Đây quả thực là không tưởng tượng như trời sập. Khi thần thức y quét vào bên trong là tới 10 vạn tiền tinh thượng phẩm, vài món tiền khí trung phẩm, lại không có tiền đàn khiến y có chút thất vọng. Tiền đàn bên trong nhẫn Trần Băng Du đương nhiên là không ít, nhưng mà tiên đan này do Diệp Mặc đưa cô, dù cô không dùng tới cũng không tùy tiện lấy ra tặng người khác. Còn tiên khí cô thuận tay đưa Đông Phương Vượng là chiến lợi phẩm của cô, nhét trong nhẫn còn chướng mắt. Hay là bởi vì cô nghĩ tới Diệp Mặc nên tâm tình hỗn độn, dứt khoát ném cho Đông Phương Vượng, thoạt nhìn như Diệp Mặc năm đó.
Nếu cô biết Đông Phương Vượng là người mà Diệp Bạc muốn giết nhất, có lẽ cô không do dự quay lại giết chết người này, không phải đem đồ vật đưa y. Nghĩ tới dùng nhàn tuyệt thế của Trần, mặc dù Đông Phương Vượng lắc đầu, hai người chênh lệch quá lớn. Y cất chiếc nhẫn, triển khai thân hình nhanh chóng biến mất. Cực tinh trạch không thấy nữa. Tốc độ y vậy mà không chậm hơn so với huyền tiên bình thường, hơn nữa vô cùng quỷ dị. Chỉ thời gian ngắn ngủi y tới bên cạnh đập nước. Nếu Diệp Bạc tới đây lập tức nhận ra, đầm nước này là nơi lúc trước hắn từng tới, cũng là nơi hắn gặp đầu lâu màu vàng. Đông Phương Vượng sau khi tới bên đập nước, căn bản không do dự nhảy vào trong, lát sau ở đây không còn tiếng động. Tiền bối, đồ ta đã đem đến. Đông Phương Vượng đi đến trước một cái bộ xương màu vàng thiếu một cánh tay quỳ xuống, xòe bàn tay kính cẩn nói. Trên lòng bàn tay có ba đóa hoa nhỏ màu đen, thoạt nhìn bình thường đến không bình thường hơn. Không sai, chính là cái này. Người rất khá hơn nhiều so với tiểu tử hiếu thắng năm đó. Bộ xương khô vậy mà phát ra thanh âm, đồng thời cơn gió nhẹ thổi qua, ba đóa hoa màu đen trong tay Đông Phương Vượng rơi vào trong miệng đầu lâu kia. Chỉ có điều đầu lâu này nói chuyện mang theo thanh âm cạc cạc, thực quá khó nghe. Tiền bối, vậy Huyền Hoàng Châu. Đông Phương Vượng sau khi thấy đầu lâu màu vàng luốt ba cái đóa hoa sen xong lại kính cẩn. Đầu lâu màu vàng phát ra thanh âm cạc cạc. Huyền Hoàng Châu không cần gấp, cho ta giải độc xong rồi nói sau. Tiền bối, độc này nó ngày không giải được, qua một đoạn thời gian ngày có bị mất hết nguyên thần không? Đông Phương Vượng vẫn là quỷ trên đất, bộ dáng ngu dốt không biết gì hỏi. Người nói xem nguyên thần của ta. Đầu lâu màu vàng lại cạc cạc vài tiếng, chờ lúc này y chưa nói hết lời phát ra một loại thanh âm cực độ tức giận. Ta nói người, sức chống đỡ của nguyên thần ta bây giờ thậm chí ngay cả kim tiên không bằng rồi, có đúng hay không? Đông Phương Vượng đột nhiên đứng lên, vậy mà đưa tay đến cướp đoạt thiển trượng màu vàng trên người bộ xương. Ngươi! Đầu lâu màu vàng căn bản là phát thanh âm sắc nhọn la lên. Ngươi vậy mà luyện hóa được hắc lang hoa, ngay cả ta không phát giác ra người rốt cuộc làm thế nào? Đông Phương Vượng cười hắc hắc. Bởi vì bây giờ ngươi ngay cả một con chó cũng không bằng, kim tiền thần niệm bình thường cũng chưa tới. Muốn trả xét hắc lang hoa do ta luyện hóa đừng có mơ, đi chết đi. Đông Phương Vượng nói xong trong tay mang theo một cái mũi nhọn bằng sương mù, đồng thời thiên trượng màu vàng kia bị y nắm trong tay. Chính y biết rõ một cái tia nguyên thần của đối phương sắp tán loạn, lúc này mới ra tay đánh nén. Công giã thường mình ta dù thân thể không còn cũng không bỏ qua cho ngươi. Đầu lâu màu vàng sau khi nói xong mấy chữ, một cái bóng cực kỳ nhạt vọt vào thân thể Đông Phương Vượng. Sau một khắc, Đông Phương Vượng bỏ cái thiền trượng màu vàng ra, biểu cả mặt dữ tợn. Nếu như bị người đoạt xá, hắc lang hoa kia của ta coi như là luyện công toi. Đông Phương Vượng bỗng lấy ra hai cái cây kim sắt đen, nhánh ghim xuống đỉnh đầu, đồng thời là ngồi trên đất biểu cảm càng dữ tợn. Người không ngờ là tu luyện đại khôn ma thần điển. Thanh âm kinh ngạc sợ hãi vang lên trong đầu Đông Phương Vượng. Người đồ tuổi nhân hèn hạ. Đông Phương Vượng mặt mày dữ tợn cười lạnh nói. Đọ cờ mưu với ta. Đông Phương Vượng ta xưa nay là đọ cờ mưu, chưa từng thua người nào. Ngươi chỉ làm cái đầu lầu dám đọ cờ mưu. Năm đó nếu không phải là ta do cái tên họ Diệp kia ỷ vào thực lực vượt xa, còn lâu hắn mới là đối thủ của ta. Ta sớm đem xương vụ của hắn nuốt sạch. Ta không tin hắc lang hoa ta đặc chế thêm vào đại khôn ma thân điển của ta không hơn một cái tàn hồn sắp chết như ngươi. Nếu không phải năm đó cái tên khốn kia đã thương nguyên thần của ta một lần, công giá thương mình ta há có thể sợ ngươi. Thanh âm xé gió đầu lâu gạo thét trong đầu Đông Phương Vượng. Chương 1936, Tử Điếm Đỗ Lương. Anh, giờ chúng ta về sao? Sau khi rời Phiêu Miểu Tiên Trì, Đức Bắc Phi lập tức hỏi Diệp Bạc. Không phải, chúng ta đi băng thần cung. Chỉ là cái băng thần cung kia anh chưa biết nó ở đâu. Hỏi mấy người rồi nhưng không có rõ. Chúng ta cứ đi Thanh Vi Thiên trước rồi nói. Lòng Diệp Bạc có chút bận tâm về Song Song. Chỉ cần Song Song ở băng thần cung không có việc hắn à. Xem một chút mà thôi. Úc Kim Hương bỗng cười. Sư đệ, cái băng thần cung kia thì tôi có biết. Có biết vị trí băng thần cung sao? Diệp Bạc lập tức kinh hỉ. Hắn hỏi qua nhiều tiên đế chả ai biết. Không thể ngờ Úc Kim Hương lại biết vị trí băng thần cung. Tôi đại khái biết rõ bởi vì nơi đó có chút cổ quái, dù là tu vị tôi hiện tại muốn tiếp cận băng thần cung rất khó khăn. Dù là muốn đi cũng chỉ là một mình cậu có thể đi. Úc Kim Hương nói một cách thận trọng. Diệp Bạc lập tức nhớ tới lời Lãng Nguyễn tiên đế hỏi lại. Có phải băng thần cung nằm gần Thanh Vi Minh Giang? Thanh Vi Minh Giang thì người thường căn bản không thể tới, bởi lệ khí trì khí nơi đó quá lợi hại, rất nhiều người chưa tới gần đã bị cái loại này xoắn nát. Lối vào băng thần cung không chỉ một, bất quá tôi biết một trong lối vào đó, mà lối vào tôi biết đúng là phải đi qua Thanh Vi Minh Giang. Úc Kim Hương gật đầu. Sau khi nói xong cô lại thấy Diệp Mặc trầm từ nói tiếp.
gần Thanh Vi Minh Giang chính là Băng La Tiên Thành. Vậy thì khi tới Băng La Tiên Thành, tôi sẽ cùng với Ninh Ngạp cùng Bắc Vi ở Băng La Tiên Thành chờ cậu. Xem mặt cũng quyết định. Như vậy cũng được, chúng ta cứ đi tới Thanh Vi trước, với Thanh Vi Thiên trước rồi tính sau. Trong một cái tiền tức lầu Băng La Tiên Thành thuộc Thanh Vi Thiên, lúc này bốn người Diệp Mặc ngồi trong căn phòng bàn bạc với nhau. Úc Kim Hương là tự mình nói ra kinh nghiệm và thứ cần chú ý khi vượt sông Thanh Mi Vinh Giang cho Diệp Mặc nghe. Trên Thanh Vi Minh Giang bất cứ vật gì cũng nặng như núi Thái Sơn, căn bản không cách nào phi hành, chỉ có thể vượt qua bằng cách thường. Và những cái tiền nhân bình thường dù là tiên vương, chỉ cần là kém một chút cũng bị lệ sát chi khí xóa nát. Người có thể tới Thanh Vi Minh Giang đều là cao thủ luyện thể, một ít là tù luyện giả thần thông sát phạt cao cấp. Có một số người lựa chọn bên cạnh bờ sông Thanh Vi Minh Giang tu luyện thể, còn tôi thì tu vị không tăng cho đến mới không tới. Vốn là tôi tính sau khi tu vị mình khôi phục cũng là tới đó luyện thể. Những cái người luyện thể ở đó đều là rất nhiều người kinh nghiệm sinh tồn tại Thanh Vi Minh Giang. Tôi nghĩ rằng cậu có thể hướng bọn họ tới hỏi thăm. Úc Kim Hương có chút bận tâm với việc Diệp Bạc y và tu vị cao cường coi chơi bằng vùng, cho nên dặn dò khá kỹ. Diệp Bạc hiểu ý, Úc Kim Hương cảm tạ. Tôi không biết phải mất bao lâu, cho nên Bắc Vi cùng Ninh Nga nhờ cô chăm sóc. Tác Công Đại Đế cùng Long Hà Đại Đế tới giờ chưa có trở lại Thanh Vi Thiên, cho nên tôi nghĩ ở hư không chắc hẳn xảy ra vấn đề ngoài ý muốn. Nếu như ở đây có chuyện, cô lập tức đưa Bắc Vi cùng Ninh Nga đi trước, về thẳng Mạc Nguyệt Tiên Cung ở cung Hoa Thiên. Tô vị Úc Kim Hương từng là tiên đế đỉnh, thậm chí bán thánh, cho nên Diệp Mặc không nghi ngờ kinh nghiệm của cô. Cậu yên tâm, tôi hiểu. Úc Kim Hương biết rõ Diệp Mặc lo lắng, vì Diệp Mặc đã đem sự tình đại điện ở hư không điện nói với cô. Chiếu hơn, cô biết rõ tầm quan trọng của Bắc Vi trong lòng Diệp Mặc, bất luận thế nào không để cho Bắc Vi bị tổn thương. Ninh Nga, Bắc Vi, cả hai đều có tài nguyên tu luyện, cho nên thời gian này cố gắng tăng tu vị. Diệp Mặc tiếp tục dặn dò. Anh an tâm, em nhất định đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Bắc Vi nói một cách chắc chắn, tu vị cô quả thực là quá thấp. Một khi theo bên người Diệp Mặc cho nên sự cản trở quá lớn. Nếu là lần này cô là có tu vị tiên vương, anh trai cũng không chừng đưa cô đi. Úc Kim Hương không đợi Diệp Mặc nói là chủ động nói. Cậu có thể cho tôi rất nhiều tài nguyên tu luyện, cho nên tôi cũng rất mau khôi phục tu vị của mình, tấn cấp tiên tôn. Sau khi trao đổi thông tin cho cùng phi kiếm truyền tin, Diệp Mặc liền rời khỏi Băng La Tiên Thành tiến về Thanh Vi Minh Giang. Khoảng cách từ Băng La Tiên Thành tới Thanh Vi Minh Giang không tính quá xa, nhưng cái mức không quá xa này là nhắm vào người tu vị như Diệp Mặc cùng Úc Kim Hương. Cho dù Diệp Mặc khống chế thời không toa cũng mất nửa ngày tiếp cận Thanh Vi Minh Giang, mà khoảng cách tiến vào Thanh Vi Minh Giang còn rất xa. Thần thức Diệp Mặc căn bản chỉ có thể quét tới một cái mảng trắng xóa, cũng có thể nói là thần thức của hắn căn bản không có cách nào thấy rõ bất cứ vật gì, chỉ có một cái mảng khát sát cờ trắng xóa cùng với lệ sát chi khí. Càng đến gần Thanh Vi Minh Giang, loại lệ sát chi khí càng nặng, ngay cả Diệp Mặc cũng cảm nhận từng đạo huyết nhận cùng với lệ mang va đập vào mặt, khiến cho cảm giác khó chịu muốn lấy pháp bảo ngăn trở. Thần thức vượt qua Diệp Mặc lập tức mở rộng lòng cảm thán. Ở đây cũng là còn xa tiếp cận được Thanh Vi Minh Giang, vậy mà có loại lệ sát chi khí, dù là ở chỗ này luyện thể chỉ sợ không phải chuyện dễ. Sau khi thu hồi thời không toa, Diệp Mặc bắt đầu đi bộ. Khi hắn càng ngày càng gần Thanh Vi Minh Giang, có loại thanh âm sát phạt từ viễn cổ hoàng vù xuất hiện trong đầu. Một người khổng lồ mặt đầy giận dữ đứng ở hư không, giơ bàn tay vô cùng lớn đập xuống. Toàn bộ lục địa lập tức hóa thành bột mịn, rồi là núi sông biến thành hư vô dưới một cái tát, chỉ còn là dấu tay vô cùng lớn tản mát ra lệ sát chi khí vô cùng vô tận, cắn nuốt hết thảy sát cơ xung quanh. Diệp Mặc hít hơi lạnh, lúc này ngừng lại vào khoảng cách Thanh Vi Minh Giang qua một đoạn. Lúc này hắn cảm nhận bàn tay đáng sợ kia một cách rõ ràng. Vô số năm trôi qua, cái dấu vết bàn tay khổng lồ đánh ra thành một cái dòng sông lớn vô biên vô tận. Cái dòng sông lớn vô biên vô tận là Thanh Vi Minh Giang. Diệp Mặc lại lần nữa mở rộng thần thức vực, rất nhanh trở nên ngây ngẩn. Bởi vì trong thần thức vực quán lúc này xuất hiện một cái tửu điếm. Đúng vậy, là tửu điếm, hoặc nói là một cái tửu điếm loại nhỏ như quán nước ven đường. Diệp Mặc bước nhanh hơn cũng không mất bao lâu là tới tửu điếm. Hắn khẳng định tiểu đứa này không phải là pháp bảo tiên khí, chỉ là một cái tiểu điếm được xây dựng thủ công bằng gạch đá và các loại tài liệu. Cái tiểu điếm này chỉ có vẻ cũ nát, ở bên trong có trèo một cái lá cờ cả cũ, lá cờ duy nhất một chữ tửu. Bên cạnh lá cờ ghi rượu còn có một cái tấm bia màu đen, trên tấm bia ghi một cái câu vẻ đơn giản: nhất hồ đỗ nương tửu, khả đáo minh giang khẩu, ngưỡng hồ đỗ nương tửu, nhập giang bất dụng sầu, tam hồ đỗ nương tửu, minh giang nhầm nhĩ tộc.
Ở trên là câu ve, có một tấm bảng ghi tửu điếm Đỗ Nương. Khẩu khí thật lớn, theo biển quảng cáo kia chỉ cần uống 3 bình Đỗ Nương, bất luận kẻ nào là có thể tự do ngao du trên thành Vì Minh Giang. Sau khi Diệp Bằng xem hết tấm đá, không do dự tiến vào tửu điếm. Hắn vào thì lệ sát chi khí xung quanh biến mất vô tung vô ảnh. Không gian bên trong tửu điếm thoạt nhìn bình thường, không lớn không rộng, hơn nữa người ở đây cũng rất ít. Một cô gái sắc mặt hơi tái ngồi bên quầy hàng đơn sơ. Ở quầy hàng có vài cái bầu rượu nhỏ, bất quá màu sắc bầu rượu kia cũng không giống nhau, đặc biệt ba loại màu xanh trắng đen. Trong tiệm chỉ có ba cái bàn lớn, bên cạnh ba cái bàn lớn có người ngồi cả. Tôi bị cô gái kia mơ hồ, căn bản không rõ, nhìn kỹ dường như là tiên vương, cũng có thể là tiên tôn. Thần thức Diệp Mặc không khách khí quét qua một lượt, nhìn ra tôi bị cô gái này không ngờ là tiên đế sơ kỳ. Một tiên đế ở đây bán rượu, Diệp Mặc cảm thấy quái dị. Bàn đầu tiên là một đôi nam nữ, người đàn ông thoạt nhìn mày kiếm mắt sáng cực kỳ tuấn lãng, cô gái là vô cùng xinh đẹp. Bàn trước mặt hai người là một cái bầu rượu màu xanh, tôi bị hai người Diệp Mặc thấy rõ, người đàn ông là tiên tôn trung kỳ, cô gái là tiên tôn sơ kỳ. Bàn thứ hai là ba người ngồi, ngoài một cái tên tóc hất ngược tiên tôn trung kỳ, hai người đàn ông còn lại già trắng nón, nhưng chỉ có một người là tiên vương đỉnh, một người mặc kiểu lá là tiên tôn trung kỳ. Trên bàn trước mặt ba người cũng là bầu rượu màu xanh. Bàn thứ ba là một lão giả lưng gù, lão là đầu cúi thấp, bàn trước mặt là không có bầu rượu. Nhìn lão giả, Diệp Mặc mới động dung, thần thức quét qua một lượt, không cách nào nhìn rõ tướng mạo. Sau khi cẩn thận dùng thần thức, phát hiện lão giả này giống như là vỏ cây chết khô, ngoài ra không cảm thấy khí tức tang thương, ngoại trừ tang thương chỉ là tang thương. Cho dù thần thức Diệp Mặc cẩn thận quét qua, không cách nào thấy được tu vị lão giả. Lần đầu tiên Diệp Mặc không cách nào thấu được tu vị đối phương. Lúc trước Zona Úc Kim Hương, lần đầu tiên hắn nhận không ra, cũng là có nguyên nhân. Thứ nhất vì công pháp ẩn nấp không tệ, thứ hai là vì chính hắn cũng không có cẩn thận xem xét. Nếu như cẩn thận thăm dò, tu vị Úc Kim Hương bị hắn nhìn thấu dễ mà thôi. Thế thức Diệp Mặc vậy mà không thể nhìn thấu tu vị lão giả lưng gù, hơn nữa căn bản không thấy được cấp độ đại khái, trừ khi sử dụng thần thức đạo cưỡng ép. Nhưng làm vậy chính là khiêu khích đối phương. Diệp Mặc không tiếp tục để ý người này, tự thân là đến trước quầy. Tôi muốn đi thành Vì Minh Giang một chuyến, xin hỏi ở đây bán ngọc giản hướng dẫn hoặc là thứ cần chuẩn bị không? Dù là tu vị mình cao thế đâu cũng cần cẩn thận, nên Diệp Mặc quyết định an toàn thì hơn. Có một tiền tình thượng phẩm, cô gái sắc mặt tái nhạt hừ một tiếng, ném một cái ngọc giản lên quầy. Đơn giản vậy sao? Diệp Mặc thấy một cái tiền đế ở đây bán hàng cảm giá, cảm thấy giá nhất định cao, lại không thể ngờ chỉ là một viên tiên tinh. Trong 1937, một bầu thanh tửu. Diệp Mặc lấy một cái viên tiền tình thượng phẩm, cầm miếng ngọc giản nhìn một chút, hiểu tại sao ngọc giản có một viên tiền tình. Chỉ là một bài ve, là bài hắn thấy ở cổng. Đỗ Lương, tôi muốn một bình thanh tửu. Một đại hán tóc bạc bước tới, trực tiếp xông đến người con gái bán rượu hét lớn, đồng thời ném ra chiếc nhẫn chữ vật. Người con gái vừa mới bán rượu, bán cho Diệp Mặc ngọc giản, lấy nhẫn chữ vật nhìn một chút, tiện tay ném bình thanh tửu. Bình rượu màu xanh cũng nhỏ hơn. Bình, bằng hữu, xin hỏi thanh tửu tác dụng. Diệp Mặc thấy đại hán tóc bạc lấy được bình rượu xanh, lập tức ôm quyền. Đại hán tóc bạc đánh giá Diệp Mặc lúc này nói: một cái tiền vương trung kỳ nhanh hỏi vối, đợi anh luyện thể tới tiên đình thể hậu kỳ hoặc đặt tiên tôn nói tiếp. Nói xong không ngờ không để ý Diệp Mặc, sau đó đến bàn gỗ ngồi, lập tức cẩn thận nhấp một ngụm rượu. Uống xong, đại hán lập tức yên vị không động đậy. Lúc này Diệp Mặc hiểu những người trong tiệm đều tại sao không ngước nghếch, xem ra là cảm ngộ lĩnh ngộ sát ý bên trong loại rượu. Thần thức quét vào bình rượu trong tay đại hán tóc bạc, sát ý cực kỳ mãnh liệt xâm lấn thần niệm. Không ngờ rượu có sát ý, Diệp Mặc sững người. Trong tiên giới quả nhiên chuyện gì cũng có thể xảy ra, tới rượu có sát ý cũng làm ra được, thế này là lợi hại mức nào. Diệp Mặc không uống loại rượu này cũng đoán được, sau khi uống có thể đem sát ý trong rượu chuyển hóa thành sát ý của mình, đối kháng sát ý thành Vì Minh Giang. Đỗ Lương, cho tôi một cái bình thanh tửu. Diệp Mặc sau khi hiểu ra thanh tửu là gì, lập tức nói với người phụ nữ đứng sau quầy. Cửa hàng nhỏ vốn dĩ là yên tĩnh, khi Diệp Mặc nói ra câu này, trong sự yên tĩnh cổ quái hồi sau, tiên tôn tóc dài bên ba người mới cười. Chỉ là tiên vương cũng dám uống thanh tửu. Một nam một nữ bạn khác nghe Diệp Mặc nói câu này, liếc nhìn Diệp Mặc, hai người lắc đầu cũng nhắm mắt không nói gì.
Ngược lại, lão giả lưng gù bỗng đứng dậy chằm chằm nhìn đi phía bên này. Anh biết rượu Đỗ Lương rất đắt không? Lão già chậm chậm bước tới trước mặt Diệp Mặc nói. Diệp Mặc gật đầu, tôi nghĩ loại rượu này chắc chắn không rẻ. Trong Thanh Tửu có màng sát ý, nếu rẻ mới là lạ. Chuyện này Diệp Mặc sớm biết. Anh biết loại rượu này đắt sao còn dám mua. Lão già lưng gù híp mắt quét trên người Diệp Mặc mấy lần. Diệp Mặc chưa trả lời, bên ngoài là hai người bước vào. Hai người này là một bà lão và một thiếu nữ tóc bùi sam dài. Thiếu nữ thoạt nhìn là mười mấy tuổi, bộ dáng tu vị tiên vương sơ kỳ, xem ra là cũng là chú nhàn hữu đạo. Bà lão là tiên đế trung kỳ. Tu vị bà lão ẩn giấu tới tiền tôn trung kỳ, nhưng con mắt Diệp Mặc là nhìn thấy rõ, có thể thấy công pháp ẩn giấu bà lão này không bằng lão giả lưng gù. Trong cửa hàng nhỏ xuất hiện hai tiên đế, còn tu vị lão giả lưng gù Diệp Mặc không nhìn rõ. Tôi mặc dù không giàu có, nhưng mấy bầu rượu tôi cũng có thể mua. Diệp Mặc cười nhạt nhìn tiên nữ đứng ở quầy rượu nói, mang rượu cho tôi. Người giàu có nhanh, có thể mời tôi một bầu rượu trắng không? Lão giả lưng gù nhìn vào bầu rượu trắng trên quầy, thiếu chút nữa làm nước miếng văng ra. Diệp Mặc lại lạnh nhạt nói, thật xin lỗi, tôi mặc dù không nghèo, nhưng mà tiên tinh trên người cũng chỉ là chút buôn bán nhỏ kiếm được, cũng không thể tùy tiện mời người khác. Rượu này mặc dù Diệp Mặc không biết giá cả, biết chắc chắn không rẻ, bảo hắn mời một người không quen biết uống rượu đắt tiền hắn không hào phóng. Chỗ của tôi uống rượu phải thanh toán trước. Trường quầy tên Đỗ Lương lạnh lùng cũng không làm gì, rõ ràng là Diệp Mặc không trả nổi giá này. Diệp Mặc không tức giận hỏi, Thanh Tử một bầu bao nhiêu? Nếu anh có uẩn sát thạch màu xanh, vậy thì 100 miếng là đổi được. Nếu anh có uẩn sát thạch màu trắng, 10 miếng là đổi được một bầu thanh tiểu. Đương nhiên nếu anh có thể lấy ra uẩn sát thạch màu đen, anh đưa tôi một miếng, tôi thể đưa anh một bình. Đỗ Lương bình tĩnh nói. Diệp Mặc lập tức hiểu sự khác biệt. Uẩn sát thạch màu đen tương đương với 100 uẩn sát thạch màu trắng, một uẩn sát thạch màu trắng tương đương 100 miếng màu xanh. Tiền tồn tóc dài giễu cợt Diệp Mặc cười ha ha. Đỗ Lương hắn nghe rằng uẩn sát thạch là thứ gì cũng không biết. Diệp Mặc ôm quyền, Đỗ Lương tôi đúng là không biết uẩn sát thạch là gì, lần đầu nghe thấy. Khà khà, còn tưởng là to gan nhất. Sư phụ, người xem đây có phải là một cái tên lá gan to hơn con không? Lần đầu tiên hắn tới đây mà dám mua thành tử. Một thiếu nữ như thiếu hiểu biết nói. Sau khi cười xong chỉ vào Diệp Mặc, đồ ngốc, uẩn sát thạch chính là viên đá lội ở trên bờ Thanh Vi Minh Giang, tôi và sư phụ tìm nhiều làm mới được. Hơn 100 viên màu xanh, uẩn sát thạch màu trắng chỉ có thể lặn xuống Thanh Vi Minh Giang mới tìm được. Anh mới tới không ngờ là dám mua thành tửu, không cười anh mới là lạ. Nhanh có thể mua một bình nhỏ chỉ bằng 1/10 bầu, giá cũng rẻ đi nhiều. Diệp Mặc cuối cùng hiểu ra, xem ra vừa nãy đại hắn kia nói là muốn mua lẻ một bình rượu nhỏ, đối với hắn không thấy ngạc nhiên, ngược lại ôm quyền. Đỗ Lương, lần đầu tôi tới quả không có uẩn sát thạch, nhưng tôi cũng muốn uống một ngụm thử mùi vị thanh tửu, chẳng lẽ không nhận tiên tinh? Tiên tinh sao lại không nhận? Vừa lãi, chẳng phải tôi nhận tiên tinh của anh sao? Đỗ Lương lại thong thả ung dung, nhưng rượu của tôi lại không nhận tiên tinh. Nể anh có thể nghĩ tôi nhận của anh một tiên tinh mạch cực phẩm. Chỉ cần anh lấy một cái tiên tinh mạch cực phẩm, tôi đưa anh một cái bầu thanh tửu. Đỗ Lương nét mặt mỉa mai khiến Diệp Mặc tiêu tán hết thiện cảm về điều tiểu điếm này, lập tức quay người rời đi. Dường như mọi người cho rằng Diệp Mặc muốn rời khỏi đây. Lần này đến cười nhạo Diệp Mặc cũng không có cười. Diệp Mặc dĩ nhiên không phải muốn rời khỏi. Tiên tinh mạch cực phẩm cực quý giá, Diệp Mặc càng muốn biết thành tửu kia rượu là thế nào. Hắn đứng bên tiểu điếm buông thõng tay xuống, một tiếng nổ đáng sợ vang bên ngoài cửa, đồng thời bóng trắng rơi xuống. Lệ sát khí bên ngoài tiểu điếm bị bóng trắng của Diệp Mặc làm cho bắn tung tóe trên năm xe bảy. Cùng lúc đó tiên linh khí vô cùng lồng đậm tràn vào tiểu điếm. Nháy mắt tất cả mọi người hiểu Diệp Mặc lấy ra thứ gì, không ngờ là tiên linh mạch cực phẩm thật. À, thiếu nữ tóc xàm dài kinh dị nhìn Diệp Mặc, anh lấy ra tiên linh mạch cực phẩm thật sao? Anh chỉ là tiên vương, không ngờ có tiên linh mạch cực phẩm. Đỗ Lương sát mặt bình tĩnh, cuối cùng là lộ vẻ kinh dị. Vốn dĩ đoạn tiên linh mạch lần này Diệp Mặc đương nhiên là dùng nhẫn chữ vật đựng trò Đỗ Lương, chỉ có điều là câu trầm trọc của Đỗ Lương khiến hắn lòng khó chịu, trực tiếp ném tiên linh mạch cực phẩm ra ngoài cửa điếm. Ai quy định tiên vương là không có tiên linh mạch cực phẩm? Tiên linh mạch đưa cô rồi, mang rượu ra đây. Diệp Mặc phung tay nói. Đỗ Lương lần này ngược lại không do dự, trực tiếp ném một cái bầu rượu xanh cho Diệp Mặc, cũng không ra ngoài thu tiên linh mạch cực phẩm của Diệp Mặc. Nhưng mà cái đoạn tiên linh mạch cực phẩm kia của Diệp Mặc cũng không ở đó bao lâu, trực tiếp chìm vào lòng đất biến mất. Diệp Mặc mở bầu rượu ra, một ngụm lớn uống cạn, lại thấy người đàn ông tuấn tú ngồi bên bàn đầu tiên đột nhiên nói với Diệp Mặc, thanh tửu này là dùng uẩn sắt thạch màu xanh chế ra, với tụ vị của anh một ngụm lớn uống cạn rất khó có thể chịu nổi. Diệp Mặc hiểu đối phương chắc là thấy tụ vị hắn thấp, chủ động nhắc nhở. Thần thức Diệp Mặc quét qua phát hiện ra những người xung quanh không nhắc nhở hắn,
Ngay cả Đỗ Lương chỉ lạnh lùng nhìn hắn, dường như chỉ cần hắn gục xuống lập tức là tới phần chia tài sản. Thật đáng tiếc nếu anh chết rồi nó không chừng tôi là tìm được một cái đoạn tiên linh mạch cực phẩm. Ấy chứ. Tiểu Lữ tóc đuôi sam là thở dài. Cảm ơn bằng hữu. Xe Bạc ôm quyền cảm ơn người đàn ông nhắc nhở, đồng thời cũng không thiện cảm với thiếu nữ tóc đuôi sam, toàn nhìn đơn thuần nhưng tầm tử bất tiện. Dù là cảm ơn, Xe Mặc cầm bầu rượu ở ngực uống một ngụm hết. Những người xung quanh lập tức ngây ngẩn người. Tên vương này là muốn chết hay cuồng vọng? Dù là tiên tôn uống một ngụm rượu nhỏ, hắn không ngờ là uống một ngụm lớn. Xe Mặc dĩ nhiên không muốn chết, thần thức cảm nhận sát ý bên trong thanh tửu. Sau khi uống một ngụm lớn, sát ý bên trong thanh tửu dần dần được hắn cảm ngộ. Sát ý này muốn xông vào thức hải, thậm chí muốn bóp nát kinh mạch. Nhưng dưới sự áp chế của tiên nguyên và thần thức, Xe Mặc lập tức biến thành cảm ngộ sát ý. Loại cảm ngộ sát ý này giống như là bóng dáng rõ ràng, khiến cho am hiểu về sát ý thần thông của hắn càng sâu sắc. Thần thức của hắn lúc này là quét ra ngoài, ảnh hưởng tới lệ sát khí bên ngoài đối với hắn là giảm đi nhiều. Xe Mặc giật mình, chả trách nói một bình rượu Đỗ Nương có thể đến mình sang khẩu, đoán chừng bầu rượu này mới chỉ là xanh, không biết là màu trắng còn thế nào. Anh không sao? Thiếu nữ tóc xám nhìn Xe Mặc một ngụm lớn uống hết, không ngờ không có chuyện. Nhìn tứ phía, thậm chí ngồi xuống luyện hóa cũng không cần. Đừng nói là cô, dù mấy người xung quanh cũng sững sờ chằm chằm nhìn Xe Mặc. Có thể luyện thể trong này hoặc là người tu luyện thần thông không phải nhân vật đơn giản. Xe Mặc một ngụm uống cạn thanh tửu, không bị làm sao tất cả mọi người hiểu Xe Mặc e rằng không đơn giản, khiến cho mọi người kinh ngạc hơn là Xe Mặc không ngờ lần nữa lần bầu rượu lên, lần này không phải uống một ngụm lớn mà là dùng ừng ực uống như nước lã, dốc toàn bộ thanh tửu vào miệng. Chương 1938, Lồi Sát Thần Điện. Sát khí đáng sợ cuốn tới, Xe Mặc lòng dâng lên cảm giác sảng khoái. Dưới sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết, vận chuyển tiên nguyên, sát khí kia trong thời gian ngắn ngủi hoàn toàn dung hòa vào thần thông quán. Xe Mặc thậm chí cảm nhận bộ phận thần thông của mình tăng một chút, đồng thời tu vị của hắn lần nữa buông lỏng thoải mái. Còn lúc này thần thức hắn quét ra ngoài tiểu điểm, sát khí ác lệ đáng sợ ôn hòa rất nhiều, không có ác liệt như trước. Loại thanh tửu không tệ, vậy bạch tửu bán ra sao? Xe Mặc đặt bầu rượu rỗng lên quầy, nói với Đỗ Lương vẻ mặt theo dõi hắn. Lúc này trong tiểu điểm không có thanh âm, người đàn ông tóc dài lúc trước mỉa mai Diệp Mặc thậm chí run rẩy. Nếu gã trường nghĩ Diệp Mặc là ẩn giấu tu vị, gã đúng là còn lợn. Dù Diệp Mặc không phải tiên tôn, chắc chắn là tiên nhân luyện thể cao cấp. Bạch tử 100 miếng uẩn sát thạch màu trắng đổi được một bầu. Đỗ Lương lúc trước là mạo phạm tiền hữu, nguyện ý giảm giá 90%, chỉ cần 10 miếng uẩn sát thạch màu trắng là được. Đỗ Lương đứng dậy kính cẩn hòa hoãn với Diệp Mặc. Cô bán rượu nhiều năm, từ một tiên tôn tới tiền đế, từ một tiền nhân tiền ninh thể sơ kỳ đến tiền thần thể sơ kỳ, nhưng chưa bao giờ thấy một người nào như Diệp Mặc lần đầu đến uống một ngụm hết một bầu thành tửu. Diệp Mặc lòng kinh hãi cái giá tiền này. 100 miếng uẩn sát thạch màu trắng chỉ dùng tiên linh mạch cực phẩm đổi. 100 miếng uẩn sát thạch màu trắng cần 10 đoạn tiên linh mạch cực phẩm sao? Dù là giảm 90% cũng cần 9 tiên linh mạch cực phẩm. Dù thanh tửu rất tốt, có thể tưởng tượng bầu rượu trắng còn tốt hơn, nhưng Diệp Mặc là không muốn dùng 9 tiên linh mạch cực phẩm đổi một bầu rượu. Nếu như vậy, vậy cũng thôi, tôi tới thành vì mình rằng xem tìm được một chút uẩn sát thạch màu trắng không. Diệp Mặc nói xong quay người định bước đi. Vị tiền hữu xin dừng bước. Bà lão tiên đế trung kỳ bỗng gọi Diệp Mặc. Thấy Diệp Mặc đứng lại, bà lão nói: vị tiền hữu này, tôi thấy anh uống rượu thành tửu sảng khoái, chắc hẳn là tiên nhân luyện thể cao cấp. Nếu tu vị luyện thể của anh đạt đến tiên thần thể, vậy tôi muốn hợp tác với anh thăm dò Lôi Sát Thần Điện Thanh Vi Minh Giang. Lôi Sát Thần Điện, Diệp Mặc tử miệng khai nỉ, biết được Thanh Vi Minh Giang là một cái tát của một đại năng đập ra. Chính vì cái tát đó mới có sát khí ác liệt đáng sợ. Nếu như là do một cái tát làm ra, sao có thần điện gì đó? Đây là lần đầu tiên anh tới Thanh Vi Minh Giang phải không? Thấy Diệp Mặc đến Lôi Sát Thần Điện cũng không biết, bà lão lại nhíu mày. Diệp Mặc ôm quyền: đúng vậy, quả thực lần đầu tiên tôi tới Thanh Vi Minh Giang, chính vì không hiểu mới làm mua một miếng ngọc giản tìm hiểu một chút tình hình. Bà lão gật đầu. Thanh Vi Minh Giang từ khi có thể cho người vào, Lôi Sát Thần Điện bị người ta biết. Anh chắc hẳn là biết Chí Tông tiền đế của Cửu Kiền Đế Tông chứ? Cả có một cái cây tuyệt tiền kim cốt cung, cái cung đó chính là lấy từ Lôi Sát Thần Điện. Tin Diệp Mặc cấp được tuyệt tiền kim cốt cung xem ra chưa truyền tới đây. Cái gì? Tuyệt tiền kim cốt cung là lấy từ Lôi Sát Thần Điện?
Diệp Mặc lòng kích động. Hắn biết rõ tuyệt tiền kim cốt cùng từ Thanh Vi Minh Giang thật không biết chí tổng tiên đế lấy được từ đâu. Thanh Vi Minh Giang tới giờ hắn biết được tuyệt tiền kim cốt cùng là tới từ Lùi Xa Thần Điện. Vậy bất luận thế nào hắn cũng muốn đi một chuyến. Mục đích thứ hai là hắn đến Thanh Vi Minh Giang chính là tìm 8 mũi tên màu vàng còn lại. Đỗ Lương lúng túng lấy một miếng ngọc giản đưa Diệp Mặc. Vị tiền hữu, miếng ngọc giản này Đỗ Lương tôi tặng anh, cảm ơn. Diệp Mặc đương nhiên không khách khí, lấy ngọc giản thần thức quét vào. Miếng ngọc giản giới thiệu rõ ràng niên đại Thanh Vi Minh Giang xuất hiện không thể khảo sát, tương truyền là do cái tát đại nàng tạo ra. Từ khi Thanh Vi Minh Giang xuất hiện, sát khí ác liệt của Thanh Vi Minh Giang chưa từng tiêu tán. Hơn nữa sát khí ác liệt lúc trước của Thanh Vi Minh Giang quá cường hãn, dù là tiên đế cũng không thể tới gần. Sau đó dần dần tiêu tán đi nhiều. Một số tiên nhân luyện thể và tiên nhân cảm ngộ sát ý tới đây tu luyện và vấn đạo. Bờ sông Thanh Vi Minh Giang là vô số tiên nhân luyện thể lấy được hồi báo phong phú. Nơi đây không đơn giản là nơi luyện thể đỉnh phong, hơn nữa là vô số năm qua Thanh Vi Minh Giang nổi lên là vô số uẩn sát thạch. Những uẩn sát thạch này bao hàm các loại sát ý và sát thế, giúp người tu luyện lĩnh ngộ đạo pháp thần thông. Nhưng vì lĩnh ngộ mỗi người có hạn, sau đó có một tông sư nấu rượu cực kỳ bản lĩnh, dùng những cái uẩn sát thạch này và những cái tiền linh thảo khác kết hợp nấu thành ba loại rượu, chính là thanh, bạch và hắc tửu. Trực tiếp uống ba loại này thực đơn giản hơn nhiều so với cách dùng uẩn sát thạch lĩnh ngộ đạo pháp. Rượu trở thành thứ hoan nghênh nhất trong đây. Đáng tiếc là giá rượu quá cao, người thường dù là luyện thể vô số năm bên bờ Thanh Vi Minh Giang cũng không thể gom góp đủ uống một bình thanh tửu. Ngoài uẩn sát thạch, Lôi Sát Thần Điện cũng được phát hiện trong Thanh Vi Minh Giang. Pháp bảo nổi tiếng nhất tìm từ Lôi Sát Thần Điện là tuyệt tiền kim cốt cung. Thanh cung này bị tiền đế đỉnh phong là Chí Tông Tiên Đế Cửu Kiền Tông lấy được. Dựa vào cây cung này, Chí Tông Tiên Đế ổn định vị trí cường thế của mình ở tiên giới. Cửu Kiền Đế Tông cũng là một trong những đế tông cao cấp. Dĩ nhiên không phải ai cũng may mắn như vậy, rất nhiều người tới nơi đây là luyện thể hoặc tù luyện bị sát khí ác liệt giết thành hư vô. Lôi Sát Thần Điện vô cùng rộng lớn, tôi qua đó một lần hơn nữa là biết một phần hoạt giác. Thế Diệp Mặc nhận ngọc giản bà lão nói. Cái gì là hoạt giác? Diệp Mặc lại hỏi. Chính là lời hẻo lánh không có sát khí ác liệt ta đều đi qua. Thiếu nữ bên cạnh, bà lão lập tức trả lời trước. Hai vị tiền bối, vợ chồng tôi có một cái phần bản đồ Lôi Sát Thần Điện. Bản đồ này là do một cái tiền đế đại nhân định phong để. Vạn bối nguyện ý dâng bản đồ. Một cái vị tiền tồn trung kỳ ở bàn bên đứng dậy ông quyền nói với Diệp Mặc và bà lão. Anh cũng muốn cùng chúng tôi tới Lôi Sát Thần Điện. Diệp Mặc lập tức hiểu ý tứ. Đối với tiền tôn này, Diệp Mặc có chút thiện cảm. Lúc trước mình uống thanh tửu, chính gã nhắc nhở. Lữ tiền tôn xinh đẹp thấy người đàn ông đó đứng dậy, cảm ngạc nhiên nói, anh xin anh. Tiền tôn trung kỳ ôm quyền với Diệp Mặc. Hai vợ chồng tôi luyện thể trong này mấy trăm năm, sắp rời khỏi nơi đây, nhưng chúng tôi lấy được một cái phần tản đồ của Lôi Sát Thần Điện, không thể nào vào trong. Hôm nay cảm thấy tiền bối là người phi thường, cho nên tấm bản đồ này tặng tiền bối. Hai vị tiền bối hợp thành tổ đội, vãn bối chỉ là muốn đi vào xem. Nói xong, tiên tôn trung kỳ này lấy một miếng ngọc giản. Ngọc giản trôi lơ lửng trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận ngọc giản, bên trong vẽ một cái dòng sông nước lớn trắng xóa. Nhưng mà ở chỗ dòng sông đánh dấu, sau khi tiến vào dòng sông không có ký hiệu chỉ đường. Người đàn ông này biết tu vị vợ chồng họ quá thấp, dù là có bản đồ đơn độc xông vào trong Lôi Sát Thần Điện cũng không thể. Quyết định giao bản đồ cho Diệp Mặc. Nếu Diệp Mặc bằng lòng dẫn họ đi thì cùng đi, nếu không họ không cho họ đi cùng, họ cũng lập tức rời đi. Diệp Mặc cùng tất cả những người đây hiểu ý tứ người đàn ông. Diệp Mặc vốn cũng có ấn tượng không tệ với gã, ôm quyển nói, nếu anh không để ý có thể đi cùng tôi, chiếu điều tu vị tôi thấp cũng chưa chắc có thể chiếu cố anh được nhiều. Người đàn ông tiên tôn trung kỳ lập tức ôm quyển, hai người vãn bối chỉ cần cùng tiến vào Lôi Sát Thần Điện là được, còn chuyện sống chết sau đó tuyệt đối không gây cản trở cho tiền bối. Vãn bối dụ nhạc sinh phong hào là Uyên Ương Uyên Trung, vì này là bạn đời vãn bối là phong hào Chỉ Thanh. Diệp Mặc đoán chừng hai người này muốn vào Lôi Sát Thần Điện, như vậy chắc chắn có nguyên nhân, hắn cũng không lý. Hắn vào trong Lôi Sát Thần Điện cũng có nguyên nhân, chỉ cần những cái thứ mỗi người đoạt không xung đột là được. Được, tôi tên Diệp Mặc. Diệp Mặc quyết định đồng ý. Lúc này lão giả lừng gù đòi uống rượu bước tới cạnh Diệp Mặc cười ha ha. Lão cũng muốn cùng mấy vị tham gia náo nhiệt. Lão cũng không có bản lĩnh gì nhưng mà công pháp thần thức không tệ. Đối với chuyện chặn các sát khí ác liệt cũng có tầm đắc. Lão giả lưng gù nói xong, không gian trước mặt mấy người hiện gợn sóng. Đợt gợn sóng dần dần khuếch tán, giống như tấm chắn dần dần khuếch tán trong cửa hàng nhỏ. Thần thức người ở trong cửa hàng cùng cái đường gợn sóng khuếch tán phát hiện ra trong cái tuyến đường lá chắn gợn sóng, sát khí ác liệt là bị chặn lại, thần thức vô cùng
thông suốt phóng ra. Diệp Mặc Lộc thầm cảnh giác, lão già này công pháp thần thức thực lợi hại, chỉ dựa vào chiêu này tu vị lão cũng không thấp hơn bà già kia. Lúc này một đại hán tóc bạc ngồi cạnh uống bầu rượu bỗng đứng ra ôm quyền: mấy vị tiền bối vãn bối là cái hướng thần có một cái pháp bảo khúc nguyệt kính, trong cái thanh vi minh sáng có thể đo được sát khí mạnh yếu, nếu mấy vị tiền bối không chê vãn bối cũng muốn hợp đội mấy mấy vị, yêu cầu vãn bối ra tấp chỉ cần đến bên ngoài lùi sát thần điện là được. Pháp bảo này không tệ, anh có thể đi cùng chúng tôi. Bà kia không đợi Diệp Mặc nói gì chủ động gật đầu đồng ý. Diệp Mặc nghi ngờ nhìn những người xung quanh, hắn sao cảm thấy mình cái gì cũng chưa nói, những người này là tự coi hắn là chủ. Mặc dù hắn muốn tới lùi sát thần điện nhưng mà chưa đồng ý cùng đội với bà lão, Diệp Mặc luôn có cảm giác bị lợi dụng, lần này thấy hắn thấy khó chịu. Các vị, tu vị tôi không cao, tôi nghĩ trong này rất nhiều người tu vị còn cao hơn tôi nhiều, như vậy tại sao các vị muốn đi cùng tôi? Diệp Mặc nói rất thẳng, chuyện liên quan tới cái mạng nhỏ hắn cũng cần hỏi xa mới được. Trong 1939, đế mộc làm quả. Du nhạc sư: Diệp tiền bối, chính là vì ngài có thể uống một hơi hết một bầu thanh tửu, bất luận tiền bối là tu vị tiên đế hay là luyện thể tiên thần thể đều đại biểu cho lĩnh vực tiền bối có thể cản lệ sát chi khí thành vì minh giang. Chỗ đáng sợ nhất khi tiến vào thành vì minh giang là lệ sát chi khí, cho nên một khi lĩnh vực tiền bối có thể cản được lệ sát chi khí, giảm được một nửa sự phiền toái tiến vào lùi sát thần điện và gia tăng gấp đôi sinh cơ. Diệp Mặc gật đầu với Dù Nhạc Sinh, sau đó nhìn bà lão kia cười lạnh: xem ra người cũng chuẩn bị đem ta làm tấm lá chắn à? Tôi bị tòa tùy thấp, nhưng thực sự không phải người nào cũng có thể đem ta làm lá tấm lá chắn đâu. Bà lão kia mỉm cười cũng không ngại ngần: người sai rồi, chúng ta là hợp tác với ngươi chứ không phải bắt ngươi làm lá chắn. Lĩnh vực của ta dù là hiệu quả cản lệ sát chi khí mạnh không có như người, nhưng mà cũng không phải thứ vô dụng dùng không được. Nếu hai cái lĩnh vực chúng ta chồng lên nhau, hơn nữa có công pháp thần thức của lão già chết tiệt kia cùng với khúc nguyệt kính của cái hướng thần, thì gần như là không áp lực gì khi tiến vào lồi sát thần điện. Thực tế dù là ngươi không hỏi, ta cũng nói đã lý do sao lại lấy người làm trung tâm thôi. Bởi vì ngươi có thể một hơi uống hết một bầu thanh tửu, nó nên rằng lĩnh vực của ngươi đối phó được lệ sát chi khí hữu hiệu nhất. Cho nên chúng ta chỉ cần để ngươi làm chủ đạo, sau đó trồng lĩnh vực lên phụ trợ là tốt rồi. Diệp tiền bối, vị tiền bối này nói không sai, đúng thật là thế. Dự nhạc sinh lập tức bổ sung: hóa ra là vậy. Sự tức giận Diệp Mặc vừa rồi giống như giả bộ, lập tức biến mất hoàn toàn. Hắn quay đầu cười hì hì nhìn Đỗ Lương: Đỗ Lương, loại bạch tử và hắc tử kia cô có thể dùng vật khác đổi không? Sắc mặt hơi tái của Đỗ Lương lúc này lộ một tia hồng nhuận, cười cười với Diệp Mặc: rượu của tôi đương nhiên có thể dùng vật khác đổi, chỉ là vật có giá trị là được, nhưng không thể quá thấp. Diệp Mặc cười ha hả lấy hộp ngọc đặt lên quầy: đương nhiên không thấp. Trong hộp ngọc này là một loại tiên linh quả, đổi lấy một bầu thanh tửu, một bầu bạch tửu thêm một bầu hắc tửu. Nơi Diệp Mặc chết, tất cả người xung quanh chăm chăm nhìn Diệp Mặc. Lúc này gần như tất cả mọi người cho rằng Diệp Mặc điên rồi. Bất luận Diệp Mặc lấy tiên linh quả gì không thể đổi được ba loại kia, mỗi loại một bầu, trừ khi thứ hắn mang ra đẳng cấp ngang với tịch đạo quả. Nhưng loại tiên linh quả cao cấp như tịch đạo quả ai mang ra đổi? Sắc mặt Đỗ Lương lập tức trầm xuống: Diệp tiền hữu đang trêu chọc tôi sao? Cô căn bản không mở hộp ngọc của Diệp Mặc, bởi cô cho rằng không có bất cứ vật gì đổi được ba bầu rượu. Cô thấy bộ dáng tôi giống đùa cợt sao? Hơn nữa loại tiên linh quả này của tôi không chỉ đổi ba bầu rượu của cô, mà phải đổi lấy cả phương pháp trưng cất rượu. Diệp Mặc tiếp tục bổ sung. Tất cả mọi người kinh dị chăm chăm nhìn Diệp Mặc, tất cả cho rằng lời của Diệp Mặc ý mạnh mẽ cướp đoạt. Từ điểm Đỗ Lương là đứng sừng sững tại bờ sông Thanh Vi Minh Giang rất lâu, nếu tùy tiện có người nào đó cướp đoạt thì cái tửu điểm Đỗ Lương cũng không có tồn tại tới nay. Xoẹt, một đạo hồng quan hiện lên, đỉnh đầu Đỗ Lương hiện ra một cái vầng sáng đỏ. Bên trong quầng sáng dường như có pháp bảo đang không ngừng nhảy lên, nhưng tất cả không nhìn được pháp bảo rốt cuộc gì. Tửu điểm của tôi tuy nhỏ, không phải là người nào cũng có thể cướp đoạt. Lấy linh quả của cậu về đi, tôi không đổi. Đỗ Lương cười lạnh, sát cơ tứ phía bắn, toàn bộ không gian tửu điểm lúc này giống ánh đào. Diệp Mặc tỏ vẻ không có chuyện nói tiếp. Tuy ta là người thấy thứ tốt liền muốn có, cũng không phải loại bị ổi muốn cướp đâu. Cô cứ nhìn loại này đi, nếu cô ưng ý liền đổi, không thích thì ta lập tức thu lại.
Thấy Diệp Mặc dường như không ý đùa cợt, Đỗ Nương lại kỳ quái. Chẳng lẽ hộp ngọc Diệp Mặc lấy ra thực là tiên linh quả cao cấp? Được, đã vậy tôi liền nhìn thử. Đỗ Nương nói xong, cầm hộp ngọc của Diệp Mặc trực tiếp mở cấm chế. Một loại tiên linh quả màu xanh nhạt nằm trong hộp ngọc không mùi không vị. Lúc này Đỗ Nương ngây ngẩn người, vì cô không biết loại này là gì. Nhưng không ngờ Diệp Mặc muốn đổi nó lấy ba loại rượu cùng với phương thức trường cất. Đế mộc lam quả sao? Trong mắt lão già lưng gù đột nhiên lóe tinh quang, không tự chủ kêu thành tiếng. Người thậm chí có đế mộc lam quả, người từ đâu có đế mộc lam quả? Mấy câu căn bản liên tiếp đưa, nhưng Diệp Mặc vẫn không nghe thấy gì, căn bản không thèm để ý, tiếp tục nhìn Đỗ Lương hỏi. Đỗ Lương, cô thấy thế nào? Đế mộc lam quả mà hắn lấy ra hoàn toàn không quan hệ tới lão gù, dẫu cái gì hắn phải nói cho lão. Hơn nữa khí tức của lão gù khiến hắn cảm thấy không thoải mái, mà tiềm ẩn loại uy hiếp. Thật sự là đế mộc lam quả có thể giúp tiên đế lập tức tăng một cấp không có bất cứ chướng ngại, hơn nữa là cảm ngộ được đạo vận thiên địa đế mộc lam quả. Tuy lúc đầu Đỗ Lương không nhận ra được đế mộc lam quả, nhưng sau khi lão già kia nhắc nhở cô biết rõ. Xe bạc đóng nắp hộp ngọc, đặt cấm chế cho nó, đặt lại trên quầy bình thản nói. Không ngờ đây có người biết coi hàng, cũng miễn nhịt coi. Ta khỏi giải thích, đúng vậy đây là đế mộc lam quả. Hiện tại Đỗ Lương có muốn đổi hay không? Nếu không muốn vậy tôi đi ngay, tuyệt không nói nửa lời. Diệp Mặc vốn cho rằng ở đây không ai biết đế mộc lam quả. Không ngờ lão gù mà hắn nhìn không thấy tu vị có thể nhận ra. Còn Đỗ Lương thì nghe rõ đã lão gù nói, mới biết đây là đế mộc lam quả. Xem ra người tinh mắt ở đây không ít. Lão gù kia biết đế mộc lam quả, mà Đỗ Lương không biết nhưng mà cũng nghe về đế mộc lam quả. Còn bà lão kia là hoàn toàn không biết, chưa từng nghe nói về đế mộc lam quả. Bất ngờ khi bà ta nghe Đỗ Lương nói ra là sự thèm muốn trong mắt còn hơn cả lão gù. Có thể giúp tiền để tăng một cấp, lại có thể tăng cường khả năng lĩnh vực đạo vận thiên địa, hơn nữa không hề có tác dụng phụ. Vậy loại tiên linh quả này tuyệt đối là vượt qua tiên linh vật cấp 9. Bà không tưởng tượng được một tiên vương nhỏ nhỏ như Diệp Mặc sao có đồ tốt tới vậy. Bất luận tu vị Diệp Mặc cao bao nhiêu, biểu hiện bên ngoài của hắn đâu chỉ là cũng chỉ có là tiên vương trung kỳ. Tôi biết về đế mộc lam quả cũng nhờ tiểu thổ tiên hữu, cho nên tôi tin tưởng lời tiểu thổ tiên hữu. Đỗ Lương thấy Diệp Mặc kinh ngạc khi có biết tác dụng đế mộc lam quả liền chỉ về phía lão gù và nói. Diệp Mặc thiếu chút nữa bật cười. Cái kiểu loài quả hiếm thấy, tiểu thổ tiên hữu. Kiến thức tiểu thổ tiên hữu quả là rộng rãi. Diệp Mặc cười ha ha một tiếng và ôm quyền hướng phía lão gù. Không dám, đồ vật diệt tiên hữu quả là tốt, nếu tao đoán không sai tu vị diệp tiên hữu vẫn chưa tới tiên đế phải không? Một người tu vị chưa tới tiên đế vậy mà có lấy được đồ tốt như vậy thật đúng không thể tưởng tượng. Lão gù mở miệng, mắt nhìn chằm chằm chiếc hộp ngọc Diệp Mặc, hình như lão vô cùng hứng thú với đồ vật bên trong. Diệp Mặc thấy lão gù kia để ý đến đế mộc lam quả, ngược lại nhẹ thở. Xem ra tu vị đối phương chưa tới tiên đế viêm mãn, vì nếu đạt đến tiên đế viêm mãn cũng không cần đế mộc lam quả nữa. Mà không cần, đương nhiên là không có hứng thú lớn đối với đế mộc lam quả. Tu vị của ta là gì thì cũng không cần tiểu thổ tiên hữu quan tâm. Cũng không có bất cứ ai quy định rằng tu vị chưa tới tiên đế không thể lấy ra đế mộc lam quả phải không? Diệp Mặc cảm nhận khi thấy lão gù ép tới lập tức nói một cách khinh thường. Lão gù không ngờ là muốn thông qua tu vị áp chế mình. Nằm mơ. Tôi nguyện ý đổi. Chỉ là tất cả hắc tửu chỗ tôi chỉ duy nhất một bầu. Tôi có thể đổi cho cậu một bầu thanh tửu, hai bầu bạch tửu và một bầu hắc tửu. Đỗ Lương nhanh quyết định. Diệp Mặc cười hắc hắc. Chỉ một bầu hắc tửu cũng được. Nhưng vừa rồi chẳng lẽ Đỗ Lương không nghe tôi nói rằng tôi cần phương thức trưng cất? Vậy thành thật xin lỗi, phương thức trưng cất của chúng tôi chắc chắn không tiết lộ ra ngoài. Đỗ Lương từ trong cuộc nói chuyện của Diệp Mặc và lão gù biết tu vị Diệp Mặc còn chưa tới tiên đế, giọng điệu không khách khí như trước. Diệp Mặc ngược lại không thèm để ý, thu hồi hộp ngọc. Nếu không đổi thì quên đi. Nếu đã không đổi, hiện giờ chúng ta tiến đến nồi sát thần điện. Bà lão thấy Diệp Mặc thu hộp ngọc, mắt lóe lên vui mừng, nhanh nói. Lòng Diệp Mặc cười lạnh. Hắn sao không nhìn ra tâm tư bà lão? Muốn đi lấy đế mộc làm quả trong tay mình. Bà ta coi mọi chuyện quá mức đơn giản rồi. Thật có lỗi, ta không muốn gia nhập với mọi người. Dụ tiên hữu, nếu như hai người muốn vào tổ đội của tôi, ba người chúng ta đi thành vì mình ra ngay bây giờ. Nếu hai người không muốn, vậy tôi đi một mình. Diệp Mặc cự tuyệt bà lão, quay người nói với vợ chồng Dụ Nhạc Sinh. Dụ Nhạc Sinh cho hắn một cái ngọc giản. Về tình vì lý hắn đều là nói với Dụ Nhạc Sinh một câu. Nếu đối phương không muốn, vậy hắn là đi một mình. Nó cũng dám tự mình cùng hai tiên tôn tiến vào thành vì Minh Giang. Bà lão thấy Diệp Mặc cự tuyệt ngược lại gọi vợ chồng Dụ Nhạc Sinh đi cùng, lập tức kinh ngạc. Có vấn đề gì không? Diệp Mặc hừ một tiếng. Tu vị hiện tại của hắn cần quái gì nhìn sắc mặt một cái bà lão tiên đế trung kỳ.
muốn Diệp Mạc tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Cũng chỉ có thể trong tình huống hắn không đủ thực lực, chỉ cần vạn không bất đắc dĩ, Diệp Mạc tuyệt không ủy khuất chính mình. Thái Liễu sư muội, nếu như người ta là ỷ vào tu vị luyện thể của mình, hai người chúng ta cùng đội. Lão gù tên tiểu thổ bỗng cười tủm tỉm với bà lão. Bà lão kia liền cười, đã vậy tôi cùng tiểu thổ sư huynh lập đội tiến vào. Các vị tới lại đây chắc có tu vị tiền linh thể trở lên, cho nên ai muốn đi cùng chúng tôi liền đi. Tên tiên tôn cái hướng thần kia suy nghĩ một lát, lập tức đứng phía bà lão cùng lão gù. Ba người ở bàn thứ hai thế vậy lập tức tới. Bọn họ chỗ này luyện thể nhiều năm, cho nên cao thủ ở nơi đây hầu như họ biết. Diệp Mạc khẳng định rằng hắn không lấy ra đế mộc làm quả. Hai tên đế này tuyệt đối không tổ đội tiến vào thành vì mình giang theo hắn. Bất luận thế nào hắn cũng chả phải ngại. Trong 1940, tổ đội Anh Sinh. Xuất Quỳnh thấy vốn dĩ là một đội biến thành hai đội, liền lo lắng nhìn Dũng Nhạc Sinh. Theo lý mà nói, bọn họ cần gia nhập vào hai đội tiên đế kia. Nhưng mà thầy ý muốn nói, họ là không muốn, lại là cùng muốn Diệp Mặc làm đội hơn. Không tin tưởng thì không lập. Em Quỳnh, chúng ta cùng đội với anh Diệp. Đây là lần cuối cùng chúng ta vào thành vì Minh Giang. Nếu không có kết quả, sau này không đến nữa. Dụ Nhạc Sinh mau chóng lựa chọn. Khi biết tu vị Diệp Mặc chưa tới tiên đế, liền gọi thẳng là anh Diệp. Anh Sinh, chúng ta như vậy quá mạo hiểm không? Đã đắc tội người khác còn dấn thân vào nguy hiểm. Sư Quỳnh né nút truyền âm cho Dụ Nhạc Sinh, lo lắng về thực lực Diệp Mặc. Diệp Mặc chưa tới tiên đế, dù là lĩnh vực đối kháng với sát khí ác liệt mạnh mẽ, cũng chỉ một người với kinh nghiệm tu luyện trong thanh vi minh giang của họ. Đối phó sát khí ác liệt, tu vị của những người trong đội càng mạnh càng tốt, lĩnh vực càng mạnh càng tốt, lĩnh vực cộng thêm càng uy lực lớn hơn. Dụ Nhạc Sinh không trả lời, gã tin rằng sư Quỳnh hiểu ý hắn, dễ mà có thể một ngụm lớn uống cạn bầu thành tựu đơn giản sao, tiềm lực người này có thể rất lớn. Hơn nữa dù là Diệp Mặc và hai vị tiên đế hợp đội với nhau chưa chắc có thể tới lôi sát thần điện, chứ điều gã chỉ là định rời khỏi nơi này, liều mạng một lần cuối. Giờ Diệp Mặc và hai vị tiên đế tách đội, bất luận bên nào cơ hội tiến đến nơi sát thần địa cũng là cực kỳ xa xôi. Gã tính kỹ sau khi đến thành vì Minh Giang không thể tiến đến, thì vợ chồng gã là từ biệt Diệp Mặc rời thành vì Minh Giang. Đồng thời gã cảm thấy Diệp Mặc đáng tin hơn, bà lão và lão giả lưng gù kia. Hợp đội với Diệp Mặc không thể đến lôi sát thần địa cũng coi như kết thêm người bạn. Còn chuyện một số tiền tôn hợp đội cùng lão giả lưng gù cũng là muốn nhờ lĩnh vực tiên đế tìm một cái uốn sát thạch trong thành vì Minh Giang mà thôi. Không ai cho rằng hai cái tiền đế này chắc chắn dẫn họ vào được. Đương nhiên có thể vào trong đó, đối với họ mà nói quá tốt không thể tiến vào, thì thêm một chút uẩn sát thạch cũng trong lòng sông là được. Diệp Mặc ngược lại có chút kính trọng với Dụ Nhạc Sinh. Lúc trước hắn cũng chỉ là có chút thiện cảm. Vốn dĩ lĩnh vực hắn là chặn được sát khí ác liệt, cộng thêm bà già và ông già lưng gù kia hợp lại, thực lực đội lại là tiến vào lối sâu nhất thành vì Minh Giang không phải là không được. Nhưng bà lão lưng gù, một khi không cùng đội với hắn, thực lực hắn coi như là thấp xuống rất nhiều. Cộng thêm lão giả lưng gù kia nói rõ tu vị hắn chưa đến tiền đế, chỉ cần không ngốc cũng không chọn đội với hắn. Còn Dụ Nhạc Sinh cũng không đổi ý, vẫn cùng đội, rõ ràng là người có chủ kiến. Bà lão nghe thấy Dụ Nhạc Sinh nói vậy hừ một tiếng. Dụ Nhạc Sinh có phải gia nhập đội kia không bà chẳng đấy, khiến bà chú ý là miếng bản đồ Dụ Nhạc Sinh kia. Còn miếng bản đồ đó bây giờ trên người Diệp Mặc, bà cũng biết không có sự gia nhập của Diệp Mặc, hai tiên đến bọn họ dẫn tiên tôn muốn vào lơi sâu thẳm thành vì Minh Giang căn bản vào không được. Mục đích tổ đội bà lão và lão giả lưng gù lòng biết rõ, chính là thứ trên người Diệp Mặc. Muốn bản đồ đương nhiên là không muốn Diệp Mặc đi mất. Trong thành vì Minh Giang thần thức không quét được bao xa. Nếu nhiều người thần thức có thể tóm được phạm vi càng lớn, đương nhiên tổ đội nhiều người là kiếm chút được uẩn sát thạch. Vị tiền hữu có thể bán cho tôi phần bản đồ kia không? Lão giả lưng gù tiên thổ cười khặc khặc,
với Dụ Nhạc Sinh. Dụ Nhạc Sinh lập tức khó xử: "Tiền bối, tấm bản đồ tôi đã đưa cho Diệp tiền bối." "Được, được." Lão giả lưng gù khóe miệng cười lạnh. "Hai chữ được." Lời Dụ Nhạc Sinh não không hiểu. "Sao?" "Đó là nếu như không phải người cùng đội thì tấm bản đồ đó đương nhiên không thể đưa." Sau khi nói cho hai chữ được, lão quay đầu với Diệp Mặc. "Diệp tiền hữu, vừa nãy ngọc giản bản đồ của anh có thể bán cho tôi một phần không?" "Được, nhưng cần một phần phương thức ủ uẩn sa thạch thành rượu." Diệp Mặc ngược lại lập tức trả lời câu hỏi của lão. Ý tứ lời Diệp Mặc là người xung quanh trong tiểu điểm đều hiểu, là Diệp Mặc cho lặng rằng lão giả lưng gù quan hệ với Đỗ Nương. Quá những lời Diệp Mặc nói ra, lão giả lưng cọc híp mắt nói: "Phương thức ủ rượu là của Đỗ Nương, anh hỏi tôi có làm gì?" "Nhưng tôi có thể đưa thứ khác cho anh, như tiền đàn hoặc uẩn sa thạch." "Không bán." Diệp Mặc lần này dứt khoát trả lời. Nói xong, hắn lập tức quay qua với Dụ Nhạc Sinh và Sư Quỳnh: "Đi thôi, chúng ta tới thành Vì Minh Giang." Thấy Diệp Mặc rời đi, Dụ Nhạc Sinh cùng Sư Quỳnh mau đi cùng, sợ họ đắc tội với người khác rồi, nếu không thì ở lại đây chẳng phải chuyện tốt. "Các anh ở đây bao lâu rồi?" Diệp Mặc thấy Dụ Nhạc Sinh và Sư Quỳnh theo mình là thuận miệng hỏi. "Hai vợ chồng tôi tới thành Vì Minh Giang chủ yếu là vì một số đồ luyện thể, chỉ là thuận tiện, không ngờ tứ chúng tôi tìm vẫn chưa tìm được, còn luyện thể cũng là tiên linh thể hậu kỳ." Dụ Nhạc Sinh cười trừ, cũng không nói thứ hắn tìm là gì. Diệp Mặc không hỏi, cũng đoán ra hai người họ tìm chắc chắn là Lôi Sát Thần Điện thành Vì Minh Giang. Với tu vị hai người có thể tới nơi nào của thành Vì Minh Giang? Diệp Mặc lại hỏi. Dụ Nhạc Sinh suy nghĩ một hồi rồi nói, nếu như chỉ hai người vợ chồng chúng tôi chỉ là tiến vào thành Vì Minh Giang trong vòng 100 mét, nếu như cùng đội với người khác dưới lĩnh vực nhiều người cộng lại có thể tới thành Vì Minh Giang gần hơn, cũng không thể tới đáy sông. Còn Lôi Sát Thần Điện căn bản không thể tiến gần, trừ khi là thủy triều lệ sát thành Vì Minh Giang tới, nhưng cái đó quá xa, chúng tôi không đợi được. Vợ chồng chúng tôi sau khi có được miếng bản đồ cũng không dám tìm người ta hợp đội, vì chúng tôi quyết định rời khỏi đây rồi, cộng thêm hào khí anh Diệp nên là cứ đánh cược một ván. Diệp Mặc cười hả, không ngờ cuối cùng tôi là không hợp đội với bà già kia đúng không? Đối với thủy triều lệ sát thành Vì Minh Giang, Diệp Mặc sớm xem qua ngọc giản thứ hai Đỗ Nương đưa hắn, nhưng mỗi lần thủy triều đến nàng trăm ngàn năm không ai là chuyên tâm ở đây chờ. Dụ Nhạc Sinh cười cười ngượng ngùng, đúng vậy, nếu như anh Diệp lại cùng hợp đội với vị tiền đế kia, dù chúng ta thực sự là có thể chạm tới Lôi Sát Thần Điện. Ý ngoài lời ba người bọn họ tuyệt không thể tiếp cận gần tới Lôi Sát Thần Điện. Diệp Mặc lại khinh thường nói, nếu như tôi và bà ấy hợp đội với nhau, người thiệt không phải là tôi mà là hai người đấy. Anh cho rằng một khi xuất hiện tình huống khẩn cấp, bà già đó lo lắng hai người sao? Bà ta có lẽ là đến tôi cũng không quản, quay người bỏ chạy, tôi tuyệt đối không hợp đội cùng một loại người như vậy. Hơn nữa tôi không cần hợp đội với họ. Tiền đến nơi này có nhiều không? Diệp Mặc thấy Dụ Nhạc Sinh ngượng ngùng không hỏi thêm, biết Dụ Nhạc Sinh cũng hiểu điều này. Dụ Nhạc Sinh mau chóng cười, tiền đấy không nhiều lắm, nhưng có một khoảng thời gian lại có tiền để đến. Ở đây quanh năm chỉ có 6 người mà thôi, lão giả lưng gù là một trong số đó, người tên Thải Liễu thường xuyên tới. Những cái tiền tôn tiền vương bình thường cũng không ít. Tiền tôn phần lớn giống tôi chỉ là luyện thể bên bờ sông Thanh Vi Minh Giang, còn một số tiền vương đến bờ sông Thanh Vi Minh Giang cũng không thể nào tới. Diệp Mặc gật đầu. Nói về Thanh Vi Minh Giang đó một chút đi, tôi là lần đầu đến, đã có ai vượt được Thanh Vi Minh Giang chưa? Nước sông Thanh Vi Minh Giang là mang sát khí ác liệt, giống như từng cái đường đao có thể sát nhập thức hải. Những người gặp qua đều cực kỳ khó chịu, rất nhiều người tu vị thấp một chút trực tiếp bị sát khí ác liệt hóa thành hư vô. Trong Thanh Vi Minh Giang còn có một loại tiên yêu thú. Loại tiên yêu thú đó tên là Minh Ô Sa, một loại cá nhưng là cực kỳ hung hãn và mạnh mẽ. Loại này sống ở Thanh Vi Minh Giang, thứ chúng thích nhất là đánh lén tiên nhân luyện thể trên bờ sông. Giọng Dụ Nhạc Sinh có chút sợ hãi, rõ ràng gặp qua. Đang nói chuyện Diệp Mặc thấy Thanh Vi Minh Giang mênh mông đằng xa, sát khí ác liệt đến cực điểm dâng lên, giống như là lớp sóng liên tiếp dâng đến. Dụ Nhạc Sinh và Sư Quỳnh dốc sức chặn ác khí ác liệt, còn Diệp Mặc có vẻ cực kỳ nhẹ nhõm. Lúc này hắn quen với loại này rồi, sát khí ác liệt bờ sông so với bên tửu điếm Đỗ Lương mạnh hơn nhiều, đối với hắn không ảnh hưởng lạ bao. Dụ Nhạc Sinh và Sư Quỳnh thấy bộ dáng thoải mái Diệp Mặc ngược lại thở vào nhẹ nhõm, thực lực Diệp Mặc càng mạnh họ càng an tâm. Diệp Mặc vung tay lên, vô ảnh xuất hiện trước mặt ba người. Dụ Nhạc Sinh và Sư Quỳnh thấy vô ảnh càng lùi mấy bước. Diệp Mặc vội nói, hai người không cần lo lắng, nó là tiên sùng của tôi. Tiên linh thú thật thần tuấn, quả giống long mã, thậm chí là thần tuấn hơn cả long mã ba phần ấy chứ. Dụ Nhạc Sinh thấy đôi cánh vàng của vô ảnh kìm không nổi khen một câu. Vô ảnh vốn dĩ muốn hỏi Diệp Mặc nơi đây có phải Thanh Vi Minh Giang không, giờ nghe Dụ Nhạc Sinh nói nó thành thuần tuấn cả hưng phấn, không biết đông tây nam bắc lập tức dương dương đắc ý. Con mắt cậu anh không tệ,
Lòng mã đó là cái gì? Trước mặt tôi chỉ cần một ngụm. Dụ nhạc sinh ngược lại không để ý việc vô ảnh biết nói. Cái khác ngạc nhiên là vô ảnh đứng cạnh Thanh Vi Minh Giang không ngờ không sợ ác sát khí ác liệt. Thế dụ nhạc sinh hình như có hỏi về lai lịch với vô ảnh. Diệp Bạc mau nói trước: Anh sinh, lão giả lưng gù tên tiểu thổ anh biết lai lịch lão không? Diệp Bạc luôn có cảm giác lão giả lưng gù tiểu thổ là kỳ quái. Trên người lão có nét tang thương thì chỉ còn nét tang thương. Loại này không thấy trên người khai nỉ, nhưng lão giả lưng gù dường như là còn tang thương hơn. Còn cái tên của lão rất kỳ lạ, tiểu thổ quả thực khiến Diệp Bạc nghĩ không thông. Tôi không biết lai lịch của lão, chỉ biết lão là vô cùng lợi hại. Đừng nhìn tiểu điếm đó chỉ có 3 bàn, thực tế dù là người trong cửa hàng có nhiều hơn, bàn thứ 3 cũng là của lão, không ai dám dùng bàn đó. Khi tôi vừa tới, người này cũng đã đến đây. Tính tình lão không xấu, chỉ cần không mạo phạm tới lão, lão không chủ động ra tay. Dụ nhạc sinh nói tới đây lo lắng nhìn Diệp Mặc. Anh Diệp, hôm nay anh e rằng đắc tội với lão, cho nên sau khi anh tử Thanh Vi Minh Giang ra, tôi khuyên anh đừng đến tiểu điếm Đỗ Nương, tốt nhất rời khỏi đây. Sao anh biết lão không động thủ trong Thanh Vi Minh Giang? Diệp Mặc ngược lại nghi ngờ hỏi. Chương 1941, luyện hóa lệ sát chi khí. Sư Quỳnh một mực không nói gì lại ngắt lời. Trong Thanh Vi Minh Giang này, thần thức căn bản không quét ra 100 mét. Khi chúng ta đi theo con đường cũ mà đi, lão cũng không thấy chúng ta. Hóa ra là vậy, thần thức Diệp Mặc quét ra ngoài. Thần thức hắn mang theo thần thức vực cũng chỉ là quét trong phạm vi ngàn mét. Những cái nơi vượt qua phạm vi ngàn mét căn bản không chạm tới. Anh Dụ, chúng ta đi. Diệp Mặc cầm miếng ngọc giản dụ nhạc sinh đối chiếu một chút. Anh Diệp, anh nói chúng ta từ đây mà xuống sông sao? Dụ nhạc sinh thấy Diệp Mặc bên bờ, Thanh Vi Minh Giang lập tức nghi ngờ. Nếu như Diệp Mặc quả thực từ đây xuống, không cách nào khác, gã cũng chỉ là căn cứ theo kế hoạch từ biệt Diệp Mặc lùi lại. Diệp Mặc mỉm cười, dĩ nhiên không phải, tôi là cố ý luyện chế một chiếc thuyền chuẩn bị vượt sông Thanh Vi Minh Giang. Nói xong, Diệp Mặc lấy pháp bảo tiên khí bát phẩm xuống, ném xuống Thanh Vi Minh Giang. Có thể luyện chế ra pháp bảo tiên khí bát phẩm cũng đủ là chấn động toàn bộ tiên giới. Nhưng Dụ Nhạc Sinh cũng không nhìn pháp bảo, bất khả tư nghị nhìn Diệp Mặc. Anh Diệp, anh nói anh muốn vượt sông Thanh Vi Minh Giang. Đến nơi giá thần điện chỉ là tiện đường, tôi thực ra chủ yếu là muốn vượt sông Thanh Vi Minh Giang. Đúng rồi, hai người biết đối diện Thanh Vi Minh Giang là nơi nào không? Cho dù là thấy vợ chồng Dụ Nhạc Sinh không tệ, Diệp Mặc cũng không nói đến, lời giá thần điện chỉ là tìm mũi tên vàng kim. Dụ Nhạc Sinh giờ mới hiểu ra mình không nghe lầm. Diệp Mặc đúng là muốn vượt sông, quả là nghiêm mặt nói. Anh Diệp, Thanh Vi Minh Giang càng tới lòng sông sát khí càng nặng, chỉ cần không cẩn thận có thể thịt nát xương tan. Tôi từng nhìn tiên đế hậu kỳ, hơn nữa là tiền bối luyện thể tiền thần thể sơ kỳ tiến vào Thanh Vi Minh Giang cũng không ra được. Anh đã không ra có lẽ là vượt Thanh Vi Minh Giang rồi. Diệp Mặc cười cười, lệ sát chí khí Thanh Vi Minh Giang qua lưỡi hại hắn đã thực không coi ra gì. Hắn ở trong không gian sát cơ hư không kia bao nhiêu năm, sớm quen với hoàn cảnh này, huống chi thần thức vực của hắn đối phó với lệ sát chi khí còn có hiệu quả lớn. Sơ Quỳnh thấy Diệp Mặc kiên quyết duy trì ý kiến, không muốn Dụ Sinh nói lừa ngắt lời. Anh Sinh, anh Diệp hẳn là có tính toán, trong lòng sông nếu có nguy hiểm thì chúng ta ra ngoài cũng không muộn. Lời Sơ Quỳnh Dụ Nhạc Sinh hiểu, gã gật đầu. Nếu đã vậy cứ vậy đi. Đối diện Thanh Vi Minh Giang nghe nói là mạng băng tuyết thiên địa, hơn nữa là băng hàn rất đáng sợ. Tương truyền là đông cứng thần hồn và thần niệm, dù là anh Diệp vượt qua hay là đừng qua vẫn hơn. Đông cứng thần hồn và thần niệm, Diệp Mặc lần đầu nghe loại băng hàn đáng sợ này. Tôi chỉ nghe qua hai người chúng tôi là từ mấy trăm năm rồi, cũng nghe rất nhiều chuyện kỳ quái. Dụ Nhạc Sinh có chút lúng túng giải thích. Lên thuyền đi, tôi sắp nhổ neo. Vô Ảnh ngược lại là tự giác leo đến pháp bảo tiên thuyền của Diệp Mặc phóng ra trước. Hai người Dụ Nhạc Sinh và Sư Quỳnh thấy Vô Ảnh lên trên Minh Giang không ngờ không có chút cảm giác sát khí ác liệt xung quanh, lòng không khỏi khâm phục. Diệp Mặc không tầm thường, tiên sủng hắn cũng không tầm thường. Nếu đem so sánh lúc gã thấy một con thuyền, Diệp Mặc luyện chế ngược lại rất ngạc nhiên. Người có thể một hơi uống cạn một bầu thanh tửu đương nhiên không tầm thường, dù là tông sư tiên khí thì như thế nào. Sau khi Minh Giang vào, thân thức Diệp Mặc và lĩnh vực tiên tồn cộng lại triển khai rộng ra, đồng thời đem sự am hiểu của mình về sát thế và sát ý lĩnh ngộ trong thanh tửu dung hợp.
tìm được điểm tương đồng, Diệp Mặc trực tiếp điều khiển sát thế và lĩnh vực của mình lĩnh ngộ đập lên sát khí ác liệt. Một cái sát ý thô bạo xông vào thức đảo, thức hải Diệp Mặc. Diệp Mặc phun một ngụm máu tươi, ngồi xuống bong thuyền nói với Vô Ảnh: "Tiến về lùi sát thần điện." Sau đó không thấy nói gì. Hai người Dụ Nhạc Sinh và Sư Quỳnh sau khi lên thuyền rõ ràng không cảm nhận được sát khí ác liệt, lòng là kính sợ Diệp Mặc. Lĩnh vực Diệp Mặc chặn sát khí khiến họ không cảm nhận chút nào. Điều này trước giờ bọn họ chưa từng trải qua. Không đợi bọn họ nói lời lịch cảm ơn, Diệp Mặc phun một ngụm máu ra. Hai người sửng sốt. Nơi này mới rời khỏi dòng sông chưa tới 50 mét. Bình thường dù bọn họ có thể sinh tồn dưới sát khí ác liệt cũng không cần động đến Minh Ngô Sa là được. Giờ còn chưa có Minh Ngô Sa, Diệp Mặc thổ huyết. Như vậy bọn họ lảo tới được nồi sát thần điện, càng nói gì vượt sông. Dụ Nhạc Sinh, Sư Quỳnh đương nhiên không biết Diệp Mặc sở dĩ thổ huyết là vì thần thức. Hắn liền xông qua khỏi lĩnh vực mình cản, trực tiếp bay ra ngoài ngàn mét, cùng nệ sát chi khí xoắn giết nhau. Cùng lúc xoắn giết, hắn cảm nhận sát khí thô bạo của đại năng năm đó, một cái tát làm cho thành vì mình rằng lúc này thổ huyết. Lúc này Diệp Mặc hoàn toàn dung hợp mình vào trong sát khí ác liệt. Sau đó thần thức hắn kéo dài đến bên ngoài lĩnh vực Minh Giang, càng cảm nhận trực quan rõ ràng về sát khí ác liệt. Đó là sát thế bên trong thần thông của hắn không sai. Khi sát khí và sát thế dùng hợp làm một hình thành khí thế nhất định, đó là sát thế. Hắn lĩnh ngộ sát thế rất sớm, chưa bao giờ trực quan rõ ràng thế này. Trên thanh vi Minh Giang, hắn lại là lắm rõ sát thế cường đại vị đại năng kia. Vì sát thế của y phất tay ra thành, tạo ra thanh vi Minh Giang, sau đó hóa thành vô số sát khí. Cũng sát ý, những cái sát ý và sát khí dùng hợp với lệ khí của mình hình thành lệ sát chi khí. Đối mặt với lệ sát chi khí này, người có tâm tính yếu một chút trực tiếp bị bóp chết, nói chỉ lĩnh ngộ. Công pháp Diệp Mặc là công pháp lĩnh ngộ đệ nhất đẳng. Thần niệm và thân thể hắn nặng cả cường đại vô cùng, cộng thêm đối mặt với loại sát cơ không gian trong không gian sát cơ trăm năm, Diệp Mặc lúc này dùng hợp hoàn toàn thần niệm của mình trong lệ sát chi khí của thành vì mình giang kia rồi. Hắn cần lĩnh ngộ thứ mình cần trong đó. Loại cảm giác này khó có. Đối với Diệp Mặc còn là nói là đốn ngộ. Từng cái đạo lệ sát chi khí dưới sự cho phép của Diệp Mặc xông vào thức hải của Diệp Mặc, tàn sát bừa bãi thức hải hắn. Còn một số lệ khí kia bị thiên hỏa trong thức hải Diệp Mặc trực tiếp hóa thành cho tàn. Những sát ý và sát khí bị Diệp Mặc dung hợp vào thần thông. Diệp Mặc trong lúc lĩnh ngộ rõ ràng có thể mình chỉ có sát tế, đồng thời là thức hải của hắn dần dần hoàn thiện. Giới vực thần thức vực chẳng những rõ ràng, hơn nữa thức hải bắt đầu huyễn hóa ra pháp thuật thần thông cùng thần thức công kích. Từng tiếng nổ vàng lòng trời lở đất bên thức hải Diệp Mặc dù nhắm chặt mắt, lòng là sung sướng lạ thường, biết rõ chuyện xảy ra. Thần niệm cửu chuyển quán hoàn toàn hoàn thiện dung hợp thuật thứ tư. Lúc này hắn cảm thấy thần niệm cửu chuyển tiến vào thuật thứ tư chưa bao giờ lại rõ ràng như vậy. Chuyện gì vậy? Dù Nhạc Sinh Thế Vô Ảnh sớm điều khiển thuyền rời khỏi thanh vi Minh Giang ngoài nghìn dặm, còn họ lại không có chút thương tổn, lập tức kinh dị. Dù Nhạc Sinh dứt lời, bóng hình đen nhánh phá tàn lĩnh vực Diệp Mặc. Minh Ngô Sa, Sư Quỳnh kinh hãi kêu, màu sắc Minh Ngô Sa càng đậm càng đáng sợ. Minh Ngô Sa có thể phá tàn lĩnh vực Diệp Mặc thật quá bình thường. Ngay tới Vô Ảnh bị tốc độ Minh Ngô Sa này làm khiếp sợ, không ngờ có Minh Ngô Sa phá tan được lĩnh vực lão đại. Không đợi nó há miệng to, con Minh Ngô Sa đó luốt vào thì một đường đao màu tím cuốn tới. Lạch cạch một tiếng, con Minh Ngô Sa màu đen kia rơi xuống bon thuyền mới chảy được một vết máu. Diệp Mặc đứng lên, tử đao được hắn đeo sau lưng, nghe mắt cảm ngộ sát thế mới, lĩnh vực thu lại liền bị con Minh Ngô Sa xông đến. Chất lực của hắn mang theo sát thế mới lĩnh ngộ phóng ra, không ngờ nháy mắt khóa chặt Minh Ngô Sa một đao chém chết. Anh Diệp, Dụ Nhạc Sinh thấy có thể luyện tới tiên tôn đương nhiên không phải hạng người thường, nhìn ra Diệp Mặc vừa nãy là đốn ngộ mới về thần thông. Diệp Mặc hài lòng, vị đại năng này mặc dù hủy tiên giới cũng không có gì sai, loại sát thế này thực sự là cũng lần đầu nghe thấy. Hủy tiên giới, Dụ Nhạc Sinh rõ ràng không biết lai lịch cụ thể của thanh vi Minh Giang, nghe Diệp Mặc nói lập tức hỏi. Cái này sau này thời gian nói tiếp với anh, bây giờ tôi phải tu luyện thần thông của mình. Diệp Mặc nói xong từ đao lần nữa giờ, sau khi từ đao phóng ra vô số lệ sát chi khí xung quanh phân tán. Một lát sau lệ sát chi khí này bấn biến mất không thấy. Tốc độ phóng đao của từ đao Diệp Mặc càng lúc càng nhanh, còn lệ sát chi khí xung quanh càng lúc càng nhạt. Sát ý và sát khí trong đó dường như bị Diệp Mặc hấp thụ hết, còn lại chỉ là một cái cỗ sát khí thô bạo. Loại khí thức thô bạo này chỉ cần người có tâm tính ổn định cũng không ảnh hưởng. Đợi khi Du Nhạc Sinh và Sư Quỳnh phản ứng, cảm thấy lĩnh vực Diệp Mặc sớm là tiêu tán, còn lệ sát chi khí xung quanh sớm là nhạt phai. Dù là nơi này rời khỏi thanh vi Minh Giang rồi, bọn họ vẫn không có cảm giác bất thường. Lúc này lệ sát chi khí xung quanh
dù là tiên vương bình thường cũng là cản lại được, nói chi là hai tiên tôn bọn họ. Dù Nhạc Sinh và Sư Quỳnh nhìn nhau mắt kinh hãi, hai người đoán ra Diệp Mặc không phải người thường, nhưng uy thế luyện hóa lệ sát chi khí thế này khiến họ nghĩ cũng không dám. Dù Nhạc Sinh khẳng định dù là bà lão cùng lão giả lưng gù hợp lại cũng chưa chắc có vẻ nhẹ nhàng thư thái như Diệp Mặc. Chả trách Diệp Mặc không muốn cùng đội với hai người họ, loại bản lĩnh này căn bản không cần hợp đội với bất kỳ ai. Đoán chừng Diệp Mặc dẫn theo hai người họ cũng là lề tình họ nhắc nhở vì miếng bản đồ. Dù Nhạc Sinh cũng không dám nghi ngờ Diệp Mặc vượt sông Thanh Vi Minh Giang. Loại bản lĩnh này nếu mà không vượt qua Thanh Vi Minh Giang thì Thanh Vi Minh Giang chẳng ai qua nổi. Vũ ảnh là càng tăng tốc hướng về lòng sông Thanh Vi Minh Giang. Diệp Mặc thì đang chuyên tâm luyện hóa lệ sát chi khí. Vũ ảnh điều khiển thuyền tiến về trước. Dù Nhạc Sinh lại phát hiện hai vợ chồng gã cũng chẳng có việc gì để làm.